bà ơi, tôi thấy tình hình này không ổn. Nó ăn như vậy đó, mình nuôi nó không nổi đâu. Thì tôi nói có sai đâu, phải cho nó đi ở rể bên nhà ông bá hộ tâm, bên làng thiện phiến thôi. Hôm nọ ông ấy đã bắn tiếng, thấy nó sáng láng, khỏe mạnh lại siêng học, mà ông bà ấy sẵn sàng nhận nuôi. Bao giờ đổ nghè thì ông bả sẽ gả con gái cho. Ông bá hộ tâm á, nhà giàu nước đổ vách, con ổng á mới vợ mai nuôi nổi thằng con nhà mình. Tôi nghe ai cũng nói là thằng Hổ nó siêng học lắm. Vậy mà từ khi nó về ở rể bên nhà tôi tới giờ, không biết sao mà mỗi lần nó ăn xong là nó lăn ra nó ngủ à. Tôi không có thấy nó học một chữ nào hết đó anh. Ủa sao lại vậy? Tôi với anh là chỗ bạn bè quen biết, nhưng mà bà nhà của tôi thì tôi cũng khó xử quá anh à. Vậy anh cho tôi hỏi, mỗi bữa anh cho thằng Hổ ăn bao nhiêu? Thì tôi cũng biết tiếng nó rồi, cho nên mỗi bữa ăn á, tôi cũng đã dặn là nấu riêng cho nó một nồi. Cái loại nồi mà 5 người ăn đó, có ít gì đâu. À, vậy mà nó ăn loáng một cái á, là sạch hết. Vậy nó không học là phải rồi anh. Ủa sao vậy anh? Anh coi nhà tôi nghèo vậy nè, mà mỗi bữa ăn của nó phải nấu cái nồi 7 người ăn, mà cứ 3 ngày là phải đổi nồi. Ủa? Tại sao lại phải đổi nồi? Thì nó cạo quá, lủng nồi chứ làm sao. À? Thì ra là vậy. Rõ ràng là nhà mình vô phước. Tốt phước lắm mới chọn được con rể này đó. Mỗi bữa bà cho nó ăn cơm nồi 7 chưa? Sao lại chưa? Từ nồi 5 lên nồi 7 mới thấy ổng cầm được cuốn sách. Mà giỏi lắm á, học được vài chữ thôi rồi lăn ra ngủ tiếp đó. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Ông chọn hay quá, chọn nhầm cái đồ ăn hại, chả làm nên một cái tích sự gì hết. Bà đừng có lo, nó có sức ăn hơn người, chắc là phải có tài cán gì hơn người chứ. Nếu vậy á, thì sẵn có mấy mẫu ruộng quan đó. Ông kêu nó làm cỏ phát quan thử coi có làm nổi không. Hay là lưng dài vai rộng, ăn xong rồi lại ngủ. Thôi được rồi, để ngày mai tôi biểu nó làm. Bà cứ cằn nhằn hoài. Dạ, cha với mẹ muốn con phát cái đám cỏ ngoài ruộng hả cha? Vậy cũng được thưa cha. Chỉ cần là cha nói với mẹ là ngày mai nấu nhiều cơm một chút cho con nha cha. Con sẽ làm xong ngay ạ. Ta quen biết gia đình con đã lâu rồi, biết cha mẹ con á, là người hiền lành, nhân ái, cho nên mới kết tình xuôi gia. Nhưng mà từ khi con về nhà này tới giờ, mẹ con chỉ thấy con ăn và ngủ không à, không có làm chuyện gì hết á. Cho nên mẹ con cứ cằn nhằn cha hoài. Dạ thưa cha, nói thiệt với cha là cái nết con từ nhỏ tới lớn nó như vậy đó cha.
Mỗi lần con ăn no vô là con buồn ngủ díp cả mắt luôn đó cha. Mà khi con nó bụng nha, con càng buồn ngủ hơn nữa đó cha. Thằng cha, kể từ ngày mai á, nếu mà nhà có chuyện gì á, cha với mẹ cứ kêu con, con sẽ làm xong ngay vậy. Ừ, vậy ngày mai á, con ráng dọn cỏ của mấy miếng ruộng hoang đi nha, để cho mẹ con khỏi cằn nhằn nữa mà. Dạ được thưa cha, cha yên tâm đi. Dạ. Nhưng mà cha, cha nhớ nói với mẹ là nấu cơm nhiều gì một chút cho con ăn nha. Mẹ con đã nấu nồi bảy rồi mà con ăn cũng chưa no nữa hả con? Dạ. Thôi được rồi, để cha nói mẹ con nấu thêm cho con ăn. Dạ. Nhưng mà nè, phải ráng mà làm đó nha. Để không thôi á, bà cứ nhai mấy cái lỗ tai của cha hoài, mệt lắm. Mà nè, bao nhiêu ruộng đó, con nhắm làm hết tuần này á, xong không con? Gì mà cả tuần lận cha, con làm tới chiều là xong mà. Con nói làm sao? Bao nhiêu ruộng đó mà con làm một ngày là xong hả? Con nói thiệt mà cha, cha có việc tin con đi. Dạ chào cha. Bao nhiêu ruộng đó, bây giờ phải thuê cả chục thợ. Nếu mà làm giỏi cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới xong. Vậy mà nó nói nó làm xong một ngày à? Ngày mai mà nó làm không được, phải tìm cách đuổi nó về nhà mới được. Chứ cái thứ vừa lười mà vừa nổi như vậy thì làm sao mà làm rễ nhà này được chứ. Trời đất ơi, mới đó mà nó ra ngoài nó ngủ nữa rồi. Ê, khổ thiệt mà. Cũng đã khuya rồi, sao anh không nghỉ ngơi đi? Anh không sao đâu, em đừng có lo. Khoan đã, vợ tương lai của anh ơi. Anh cảm ơn em suốt thời gian vừa qua đã tận tình chăm sóc anh. Anh hứa là sau này anh đổ tràng nguyên, anh sẽ chỉ cưới em làm vợ thôi, không cưới một đàn hầu nào khác đâu. Ai mà biết sau này có còn giữ lời hứa hay không. Người ta hay nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học chữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mà em biết là anh có giữ lời hay không? Em không tin anh. Nếu như không tin, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Rồi, anh mà nhịn đói là anh chịu không có nổ rồi đó. Anh mà đói đó hả? Nhìn thấy ghê, ôm nhôm ôm nhách, thấy ghê lắm. Thôi thôi, em tin là anh nói rồi. Mà anh đó, cũng đừng có thức khuya như vậy, tổn hại sức khỏe lắm đó. Thì ban ngày anh ngủ rồi, buổi tối anh phải thức học bài chứ. Nhưng mà anh vừa không chăm sóc sức khỏe của mình, với lại ba mẹ em lại không thấy. Anh chăm chỉ học hành như vậy rồi lại trách cứ anh nữa, em không có thích. Không có sao đâu, em đừng có lo. Đợi đến ngày thi có kết quả rồi, mọi người sẽ ngỡ ngàng thôi à. Anh đừng có nói trước như vậy, lỡ bước không qua rồi sao? Sao lại bước không qua chứ? Em tin anh đi. Mà anh nói cho em nghe nha, anh mà đổ đạt trạng nguyên rồi đó, thì ngay lập tức anh sẽ xin ba mẹ cho tụi mình cưới nhau. Anh không có chịu chờ thêm ngày nào nữa đâu.
Ông ơi là ông, ông đi ra ngoài ruộng mà coi kìa. Coi mà coi cái gì chứ? Coi thằng con rể quý của ông đó, nó đang phát ruộng phát cỏ dưới gốc cây kia kìa. Ông á còn bắt tôi nấu cơm thiệt nhiều cho nó ăn nữa. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Ủa, tôi thấy nó đi ra đồng từ sớm tới giờ mà. Thì đúng là nó đi ra đồng từ sớm, nhưng mà ông biết nó đi sớm để làm cái gì không? Để nó ra ngoài nó ngủ, chứ không có phát quang phát ruộng cái gì hết trơn á. Thôi mà, bà ơi, bà bớt nóng lại đi. Chắc là nó làm nó mệt, cho nên nó nằm nghỉ một chút thôi mà, có gì đâu. Nó không có làm một cái gì hết trơn á. Tôi nhìn kỹ lắm rồi, ruộng cỏ còn y nguyên, không làm một cái chỗ nào hết trơn á. Ôi thôi thôi thôi, bây giờ tôi nói cái gì ông cũng không tin hết á. Ông theo tôi đi ra ngoài ruộng, ông phải nhìn tận mắt thì ông mới bỏ cái tật mà hở ra là bên cái thằng con rể ông chầm chập đó đi. Lười biếng đã chớ rồi, còn ăn gấp 7, gấp 8 lần người ta nữa chớ. Nói thiệt nghe, nó là cái thằng lê như heo, chứ không phải lê như hổ gì hết á. Đi, đi theo tôi lẹ lên, để ra ngoài ông nhìn tận mắt, để coi còn binh nó nữa không, lẹ lên. Bà, chờ tôi với. Ông đi lẹ lên. À, từ từ bà ơi. Lẹ lên, nhanh lên đi trời ơi. Lẹ lên đi ông, lẹ lên. Ờ. Nè, ông nhìn đi, ông nhìn đi. Ủa? Ủa? Có chuyện gì mà cha với mẹ ra đây hết trơn vậy? Con làm sắp xong rồi. Ủa, ủa? Con làm xong rồi hả? Nè, mẹ không thấy sao? Bà thấy đó, nó làm xong hết rồi đó. Vậy mà bà nói nó không làm gì hết, nó lo nó ngủ thôi. Rõ ràng là hồi nãy tôi đi ngang qua đây, tôi thấy nó chưa làm cái gì hết trơn á. Nó nằm cái gốc cây này nó ngủ nè. Tôi lại gần mà nó không hay biết gì, nó ngủ say như chết á. Sao giờ lại vậy? Để tôi coi, bà có bị sao không vậy? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là hồi nãy ruộng còn nguyên cỏ, sao bây giờ lại phong quang vậy? Ông ơi, tôi có bị sao không vậy? Ai biết bà đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều nè, thằng rể của tôi nó không phải là người phàm đâu nha. Nhanh quá em hả? Mới đây mà lúa chín hết rồi. Vậy là sắp tới ngày anh lên kinh đi thi rồi hả? Ừ, không được, anh phải gặt hết mấy cái miếng ruộng này. Nhưng mà mẹ nói là anh đi thuê 20 người làm việc, anh thuê chưa? Ồ, anh quên, sáng mai họ tới mà. Mẹ em nè, em nhớ nói với mẹ là nấu cơm đủ cho 20 người ăn đó nha. Em biết rồi, nhưng mà cha nói á, bây giờ anh không cần phải làm việc nhà gì nữa hết, cứ tập trung lo đèn sách cho kỳ thi sắp tới. Còn công việc đồng án này cha mẹ đã thuê người làm hết rồi, anh không cần phải lo. Không có được đâu, anh là người trong nhà mà, anh phải phụ giúp cha mẹ một tay mới được. Nhưng mà cha cũng đã nói như vậy rồi. Còn cái việc ruộng lúa này nè, thì anh đã thuê 20 người rồi, thì họ sẽ gặt hết thôi, anh không cần phải lo nữa. Sao thằng Hộ vẫn chưa đưa thợ về gặt nữa? Gần trưa tới nơi rồi, làm sao mà kịp ngày hôm nay chứ? Mẹ, mẹ chờ anh tí đi. Hôm qua anh nói với con, chắc chắn là có mà. Nói thiệt á, là mẹ không yên tâm với thằng Hổ chút nào á. Lúc nào nó cũng làm cho mẹ bất an hết. Mẹ, anh Hổ là người giữ lời hứa, anh nói gì anh sẽ làm được, mẹ cứ tin ảnh đi. Mẹ, anh Hổ về kìa mẹ. Ủa, sao nó đi có một mình? Mà nó vác cái gì vậy con? Con chào mẹ. Chào mẹ. Chào em Lan. Mẹ chờ anh từ sáng, anh đi đâu về vậy? Anh đi đốn củi nè.
Tại vì anh sắp lên kinh ứng thí, anh phải đốn củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh vác về trước một bó, đủ củi để cho em nấu tới ngày anh trở về rồi. Đó, mẹ thấy chưa, anh lo cho con như vậy mà mẹ cứ trách làm anh hoài à. Nhưng mà anh, em cảm ơn anh. Nhưng mà sao mà em không thấy anh đưa thợ gặt về vậy? Trời cũng sắp trưa rồi, nãy giờ em với mẹ sốt ruột lắm rồi đó. Thì anh đã dặn tụi nó rồi. Mà không hiểu sao hôm nay á, thằng thì bị đau bụng, thằng thì nhức đầu, thằng thì cảm sốt, thằng thì vợ đẻ, thằng thì con bị bệnh sởi, không đứa nào chịu đi hết luôn đó em. Rồi bây giờ làm sao mà kịp hả anh? Trời ơi, còn mâm cơm 20 người ăn của mẹ thì sao? Mẹ đã chuẩn bị từ sáng tới giờ, bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ đừng có lo, con sẽ ăn hết cho mẹ. Bây giờ mà con được ăn bữa ăn nó ngon giống như vậy nè. Thôi, bây giờ con đi gặt lúa đây. Tay uống nước đi nè. Cảm ơn em nha. Anh đó, anh ghê lắm luôn á. Hả? Ghê gì em? Thì cái vụ gặt lúa này nè, bộ anh tưởng em không biết hả? Anh không thuê người tới phụ anh thôi, chứ nghĩ coi 20 người làm sao mà bận hết 20 người được. Thì tại anh thấy là mình làm được mà, thuê mướn người chi cho tốn tiền. Nhưng mà cha mẹ đã nói là anh không cần phải làm gì hết, anh hãy lo việc ôn thi đi đã. Anh học buổi tối rồi, với lại mấy cái chuyện này á, anh làm chút xíu là xong mà, có mệt cái gì đâu. Mà chắc chắn anh sẽ không thi rớt đâu, em đừng có lo. Làm sao mà anh chắc chắn không thi rớt được? Làm sao mà anh thi rớt được chứ, anh phải thi đậu để không phụ lòng cha mẹ của em. Mà là còn để làm gì? Để cưới em làm vợ nữa chứ làm chi. Thôi em về nhà đi, em đưa anh tới đây là được rồi. Nhưng mà em rất muốn được theo anh để lo cho anh. Thôi được rồi, em cũng phải về nhà lo công việc nhà nữa kìa. Anh cất đi, để trên đường đi có đói bụng thì anh mua thêm cái gì đó mà ăn. Thôi, em cứ giữ đi. Em làm cho anh cơm nóng, xách cả tay nải rồi nè. Trong đây nè. Có nhiêu đó không có đủ đâu. Anh phải ăn no thì làm bài thi mới tốt được. Em biết anh rồi, khi mà anh ăn no thì bất cứ chuyện gì anh cũng làm tốt được. Sao em hiểu anh giống y như là mẹ của anh vậy? Anh thương thực sự đó. Mà tiền này đâu ra mà em đưa cho anh vậy? Thì em đã dành mấy năm nay đó.
Sao em thương anh dữ vậy hả Lan? Tại em thấy anh ăn hoài không có no, thấy tội nghiệp quá. Rồi em thương hồi nào cũng không biết nữa. Mùi gì thơm dữ vậy ta? Có mùi gì đâu anh. Mùi ạ. À, mùi tóc của em thơm nè. Anh nữa. Ờ, thôi, anh đi nha. Anh nhớ ăn cho no nha. Anh bảo trọng. Anh biết rồi. Em về đi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Em đi về đi. Giờ anh đi đi nha. Anh đi nha. Chào đổi bạn sang nổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học chữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào mà sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mẹ em biết anh có giữ lời hay không? Em không tin anh hả? Được, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Trời ơi, anh mà nhìn đói là chịu không có nổi đâu đó. Mỗi lần nhìn đói đó hả? Thấy ghê, nhìn ông nhôm ông nhách. Thấy ghê lắm. Anh đi đúng củi nè. Tại vì anh sắp lên kinh đi ứng thí. Anh phải đúng củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh giá gì trước một bó nè. Đủ củi cho em nấu đến khi ngày anh trở về rồi. Hổ thi cử ra sao nữa. Sao hổm rài không thấy về gì hết. Về làng yêu cầu toàn thể bà con mau tụ họp gia đình ra nghênh đón. Loa 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 loa. Quan nghe về làng yêu cầu toàn thể bà con. Ông ơi, làng mình năm nay có người đổ trạng hả ông? Ai mà giỏi dữ vậy ca? Bà hỏi tôi sao tôi biết được? Loa 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 loa. Thôi bây giờ tôi với bà ra đó coi coi sao. Thì sao? Không biết là nó có đậu được gì không? Mà sao giờ này không thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết trơn? Hay là thi rớt, xấu hổ, cho nên trốn luôn rồi? Cái bà này không có bỏ được cái tính nghi ngờ. Thằng Hổ nó làm được cho nhà mình biết bao nhiêu là việc rồi, bà không nhớ sao? Đó là mấy cái chuyện lao động chân tay. Chỉ cần có sức khỏe hơn người là làm được thôi à. Còn cái chuyện học hành thi cử lại là chuyện khác. Thằng Hổ á, nó làm ruộng giỏi thôi, chứ chắc gì nó học giỏi. Bà không thấy hả? Nó học đâu đổ đó đó. Sức học của nó đó, đâu phải ai cũng có được đâu. Ôi trời, cái đó là học ở trường làng, trường huyện, trình độ có đáng gì đâu.
Ông không thấy con của ông cả Kiệu với ông thầy Đồ Tri ở sát nhà mình hay sao? Học ngày học đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, vậy mà thi trượt hai bận rồi đó. Cái đó tôi có thấy rồi, tụi nó học hành chăm chỉ thiệt. Thì đó. Mà năm nay lại tiếp tục lèo chổng đi thi lần thứ ba luôn rồi đó. Còn thằng Hổ nhà mình á, nói thiệt là tôi không ghét bỏ gì nó hết trơn á, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cầm cuốn sách để học. Cả ngày á nó chỉ ăn và ngủ thôi, thì làm sao mà thi đậu được chứ. Thì đúng là nó ăn nhiều ngủ nhiều thiệt, nhưng chắc nó cũng có lúc nó học chứ. Nếu nó không học thì làm sao nó đậu được mấy khoa thi vừa rồi, phải không? Mà thôi, bây giờ bà với tôi có ra đình đón quan trạng không nè? Cha mẹ ơi, em Lan ơi, anh về rồi nè. Tiếng ai như tiếng thằng Hổ vậy ông? Các người qua về trước đi, ta sẽ qua sau, có gì ta sẽ gọi. Dạ. Cha ơi, mẹ ơi, em Lan à. Có phải thằng Hổ không? Thằng Hổ, đúng rồi bà ơi, thằng Hổ, thằng Hổ bà ơi. Cha, mẹ, chào quan trạng. Lan ơi, thằng Hổ nó làm quan rồi đó. Bà, sao bà kêu quan lớn mà thằng này thằng nọ vậy? Trời ơi, quên. Dạ, tôi xin lỗi. Dạ, quan. Lan ơi, anh Hổ của con đã đổ trạng nguyên rồi đó, con qua với anh đi. Con chào cha mẹ. Chào em Lan. Thưa cha mẹ, con đã đổ trạng nguyên và trở về nhà. Dạ, xin chào quan dạ, lớn. Dạ, chào quan lớn. Dạ. Cha mẹ đừng có gọi con như vậy, con vẫn là thằng Hổ thôi. Con luôn nhớ tới ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Và con đã hứa với em Lan, con sẽ thi đậu và báo ơn cha mẹ. Lan à, anh có được ngày hôm nay là nhờ công ơn của em đó. Anh cảm ơn em. Và thưa cha mẹ, về tới làng là con chỉ muốn về nhà mình ngay để được gặp cha mẹ. Thưa cha mẹ, xin hãy nhận một lại này. Ê, nè, quan lớn đừng có làm như vậy. Công nuôi anh ăn học không có là bao đâu. Dạ, sức ăn của con không có là bao cả. Cha mẹ ruột của con có nói con ăn thủng nồi trôi rế luôn đó. Nhắc tới ăn, tự nhiên con nhớ tới một chuyện rất là quan trọng. Dạ, chuyện gì quan trọng anh? Từ kinh thành về đây anh đói lắm rồi. Em có thể nào nấu riêng cho anh một nồi cho 10 người ăn được không? Anh định ra chào mọi người rồi về nhà ăn cơm liền đó. Không cần nấu gì cho anh nhiều đâu, chỉ cần rau luộc, cà dầm và chiên cáo cho anh là được rồi. Dạ, vậy đem đi nấu ngay nha. Nè, từ từ hả con. Bà ơi, tôi có dặn con Lan á, dỗ béo một con heo để dành đón thằng Hổ vinh quy bái tổ. Bà hãy kêu người làm thịt con heo để đãi quan lớn nha bà. Ông có nói gì tôi đâu mà tôi biết. Tôi đâu có biết con heo nào. Tôi chưa kịp nói đó mà. Thôi bà đồng ý đi. Đồng ý cho làm con heo để đãi quan lớn nha bà. Bà đừng có làm tôi mất mặt nha. Tôi năn nỉ bà mà. Nghe, nghe. Không có heo gà gì hết. Lan. Dạ. Mẹ nói rồi, không làm heo làm gà gì hết nghe chưa. Bây giờ con cho người làm thịt luôn một con bò cho mẹ. Anh Hổ đã vinh quy bái tổ, làm rạng danh nhà này, thì phải làm nguyên một con bò để mời bà con tới ăn mừng chứ. Và quan trọng nhất là anh Hổ con được một bữa ăn no bụng cho bỏ cái công học hành chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà làm tôi hết hồn à. Bây giờ phần tôi á, tôi sẽ đi qua nhà ba má ruột của anh Hổ, mời ba má ruột của anh Hổ qua đây dự tiệc. Và hôm nay á, là chính thức hai gia đình mình cùng kết thông gia. Ít lâu sau, Lê Như Hổ được triều đình tin tưởng cử đi sứ sang phương Bắc. Thần là sứ thần An Nam, Lê Như Hổ xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đức vua An Nam xin gửi lời vấn an hoàng thượng và kính chúc hoàng thượng an khang trường thọ. Và xin kính biếu cho hoàng thượng một vài món quà quý giá từ đất phương Nam. Ta rất thích
Ngươi hãy về bẩm báo lại với nhà vua, ta cảm ơn. Tạ ơn hoàng thượng. Nè, thượng thư bộ lễ. Dạ, có thần. Ngươi hãy cho người đưa sứ thần ra ngoài nghỉ, nhớ chuẩn bị cho họ một bữa cơm thật chu đáo và thịnh soạn đó nghe. Tuân chỉ. Xin mời vào. Thưa sứ thần, hoàng đế của chúng tôi nghe tiếng ngài có sức ăn rất là mạnh mẽ, cho nên mới đặc biệt chỉ thị cho dọn 18 mâm cơm này, toàn là những món ăn cao sơn mỹ vị để mời ngài. Nếu ngài dùng hết mâm cơm này, đặc biệt là món cuối, thì hoàng đế chúng tôi sẽ ban thưởng. Còn nếu không, thánh thượng sẽ coi đó là thái độ coi thường của sứ giả. Đội ơn thánh thượng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết món ăn cuối cùng đó là món gì. Được. Tề nữ. Dạ. Vậy thì còn các tùy tùng của tôi thì sao? Sứ thần không phải bận tâm. Chúng tôi đã bố trí sẵn một phòng ăn ngay bên cạnh. Muốn ăn ngay bây giờ hay muốn ăn sau tùy ý. Cứ để họ ở đây phục vụ tôi ngay bây giờ thưa ngài. Được. Xin phép ngài, trước khi đại nhân tôi dùng bữa, có thể cho tôi xem qua những món ăn này có được không ạ? Vậy thì xin mời. Đại nhân, tôi có mang theo thuốc cảm mạo, và ngài hãy dùng nó sau khi dùng bữa. Theo em thì cái đầu đó được làm bằng bột dẻo. Họ muốn thử thách anh thôi. Anh cứ ăn đi, đừng sợ. Ta biết rồi. Xin phép ngài, tôi có thể dùng bữa được chứ? Xin mời sứ thần. Đa tạ. Thiệt là đã. Chưa xong đâu, ngài còn món cuối cùng. Xin mời. Được. Thùy nữ. Dạ. Xin mời ngài. Đa tạ. Xưa nay ta vốn dĩ thích ăn mắt. Để được nhìn xa trông rộng, ta đã ăn muôn vàn con mắt của đủ loài thú trên rừng dưới biển. Giờ ta mới được thử đôi mắt người. Được. Hay lắm.
Ngon, ngon lắm. Ui. Nay được hoàng đế cho ăn đầu người phương Bắc, thật là quý hóa quá. Lỗ tai này chắc là ngon lắm đây. Thôi đủ rồi. Xin bái kiến hoàng thượng. Khá khen cho ngươi, đã ăn hết những món mà ta đã ban tặng. Nhưng câu nói ăn đầu người phương Bắc của ngươi vừa rồi đã xúc phạm đến quốc thể của nước ta, cho nên ngươi phải vượt qua thử thách nữa. Nếu được, ta sẽ trọng thưởng và tha tội cho ngươi. Bằng ngược lại, ngươi sẽ bị đánh 100 trượng. Tuân lệnh hoàng thượng. Thượng. Yêu cầu sứ thần cho biết chỗ này cách Choan khi nãy là bao nhiêu xa, về phía nào, đông, tây, nam hay là bắc. Thế nào sứ giả, cũng đã sắp hết giờ rồi. Dạ bóng ngài, đây chính là căn phòng lúc nãy tôi vừa ngồi ăn. Thật không ngờ ông chồng ham ăn của em giờ lại là Lữ Quốc Trạng Nguyên rồi đó. Ta ham ăn nhưng mà hữu dụng mà, đâu phải như cái bọn vừa tham ăn vừa phá hoại đâu chứ. Mà công nhận chồng em thật là tài giỏi đó nha. Mới đầu á, vua phương Bắc chỉ là muốn thử tài của sứ giả nước Nam thôi, nhưng mà đến khi anh trả lời được câu hỏi thì nhà vua cũng phải phục tài của anh và phong anh lên làm Trạng Nguyên của hai nước luôn á. Anh đã được vua tin tưởng cử anh đi sứ sang phương Bắc, thì chính vì vậy anh phải làm cho phương Bắc để phục người Việt của chúng ta chứ. Mà em cứ thắc mắc tại sao á, anh có thể đoán được họ đưa anh đi khắp nơi rồi lại trở về chỗ cũ hả? Mà khoảng thời gian anh đi cũng là khoảng thời gian cũng rất lâu, họ có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả thì làm sao mà anh có thể đoán đúng được. Với lại đám du quan đó cũng có hỏi anh là con bí quyết gì vậy, nhưng mà anh đâu có nói. Anh định giấu vợ của anh luôn sao? Trời ơi, anh đâu có dám đâu.
Thôi được rồi, anh sẽ tiết lộ bí mật cho vợ biết. Với điều kiện anh nói ra, em phải làm cho anh một chuyện. Anh cứ nói đi. Bây giờ đến hai chuyện em cũng làm cho anh luôn. Em hứa là làm cho anh hai chuyện rồi đó nha. Được, anh sẽ nói cho em biết là tại sao anh biết họ đưa anh trở về ngay chỗ cũ. Tại sao vậy anh? Đó chính là mùi thơm bông bưởi trên tóc của em đó. Anh ngửi hoài cho nên anh nhận ra. Anh đó nha, anh ghê thiệt đó. Anh dám ngửi lên tóc em hả? Nè, bây giờ thì em đã thua rồi ha. Em phải giữ lời hứa với anh là phải làm cho anh hai chuyện đó nha. Bây giờ chuyện thứ nhất mà anh yêu cầu đó chính là nấu một mâm cơm cho 10 người ăn cho anh chứ gì. Ủa sao biết hay quá vậy? Cái nết của anh em còn lạ gì nữa. Công nhận vợ của anh thông minh thật chứ. Mà em nói đúng rồi đó. Anh đang đói và thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Ăn mấy cái món bên đó toàn là dầu mỡ, không có ngon lành gì hết. Anh thích ăn mấy món ăn vợ nấu thôi à. Em nấu một mâm cơm quà ông Dương ngũ vị, có rau có thịt, bảo đảm cho sức khỏe nữa. Em biết rồi, để lúc về em sẽ nấu ngay cho anh ăn. Vậy còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai là sau khi ăn cơm xong, em phải đi gội đầu và dắt bông bưởi lên để cho tối anh tha hồ mà anh ngửi. Tôi nghe nói á, tối hôm kia trên quận gió khám được một số vàng của Phú Hộ Thịnh á, ông biết không? Thì sao ông lại hỏi tôi? Tại tôi thấy á, bà con ven sông á, ai cũng được hắn cho vài nén bạc. Ông là người bên đó, bộ không biết gì hết hả? Tôi biết là tôi đi xin rồi. Mà thôi, ông đừng có nói tới nói lui cái vụ này, ông biết không? Quân lính đang lùng sục quận gió khắp nơi luôn đó. Nhưng mà trả lời chủ quán, chủ quán đâu rồi? Trời ơi, tôi mà được cho vàng ha, là bữa nay tôi đâu có ngồi đây đâu. Ủa, đúng không? Ngộ ghê. Nghe lén không nội? Nghe nào? Vậy sao đứng đây? Tưởng quý khách kêu đem trà ra, tôi đem trà ra, nghe lén nào? Kêu hồi nào, bên kia kêu kìa. Bên kia người ta kêu kìa. Tôi kêu đây. Mãi thôi làm nó ớn thiệt. Dạ, chào quý khách. Ăn gì? Cho tao một tô mì. Một tô mì. Có liền. Ông còn phòng không? Còn chứ. Vậy cho tao một phòng 5 đồng đêm. Khách sạn. Đây đây đây, tô mì đây. Tôi mà biết trước được như vậy á. Dạ, dạ mời quý khách ăn ngon miệng. Ông biết ông nói tôi sớm. Tôi biết Hoàng Điện Gió nói là ông. Mày hỏi tao, tao đâu có biết hỏi ai. Tao mà biết là tao xin rồi. Mà mày biết không? Tao không biết tao mới hỏi mày đó. Vậy hai thằng mình đều không biết thì mình hỏi ai? Chủ quán ơi. Dạ dạ dạ. Chủ quán ơi. Dạ dạ có chủ quán. Tai nạn của ta đâu? Dạ hồi nãy lúc mà bưng tô mì ra là cái tai nạn dân còn đeo ở trên vai của khách quan mà. Đúng vậy. Lúc nãy ta vừa cúi xuống ăn mì, khi mà ta nhìn lên không thấy tai nạn đâu hết. Bên quận gió này chỗ mày. Quận gió? Quận gió là ai? Thằng đó là quận gió. Quận gió đó. Quận gió. Quận gió. Ừ đúng rồi. Quận gió. Gió. Quận gió đó. Thôi chết rồi. Bao nhiêu của cải tiền bạc của ta trong tay nãy, bây giờ định bị lấy mất rồi làm sao đây? Chủ quán à, ông thương tình cho ta ở lại đêm một đêm. Sau khi ta tìm tên quận gió lấy tài tay nãy, ta sẽ trả tiền cho ông. Vẫn chơi à? Cái chỗ quán này là cái chỗ quán trọ này là đâu phải trả tiền đàng hoàng. Cái tự nhiên đâu rồi ở không, ăn mì không làm sao. Cái tô mì tôi không tính á là hên cho cậu lắm à.
cho cậu biết nha. Hắn có tài xuất quỷ nhập thần á, cậu không có tìm hắn được đâu. Giải quyết gì gọn nhất, không tiền phải không? Tôi là có tấm lòng hảo tâm lắm. Biển ra khỏi quán liền. Cái tô mì này tôi không tính cho cậu là tôi tốt lắm rồi đó, thiệt. Thấy không? Bây giờ coi như là giờ cậu phải ra khỏi chỗ này. Mà hồi tôi tính tô mì là tôi lột đầu cậu luôn giờ. Đi ra, đi. Cậu đừng có nói cái gì, đi ra chỗ này coi. Đi, đi. Buông cậu ta ra. Ta sẽ để cậu ấy ở cùng phòng với ta. Ta trả thêm chồng 2 nén bạc. 3 nén được không? Gặp về đây tao chết cho tôi. Trời ơi, Ngân Phố Bạch Kim, tiền trong kho vua. Ông ơi, năm nay nhà mình có tiền này nữa hả? À, có tài ngửi mùi tiền quá ha, con mắt sáng rỡ rồi kìa. Chứ sao nữa, mỗi lần mà có tiền này hả là kho tiền nhà mình nó cao lên được vài tấc vậy á. Ông, năm nay vua giao cho phủ mình làm cái gì vậy? Triều đình mới chức Ngân Phố, rót xuống cho phủ ta một số tiền để làm lại đường. Làm đường? Vậy là nhà mình sắp giàu to rồi. Nó nghe gì? Năm ngoái á, ông nói là ông xén chút tiền của công khi làm đường. Năm nay á, nhớ xén xén nhiều nhiều nghe. Bà này khờ quá. Ăn ít no lâu, hên là xén có một chút á, mà tiền trong kho nhà mình á hết chỗ chứa là không thấy sao? Hết chỗ chứa là tại vì có nhiều tiền, nhiều vàng bạc. Ông đem ông cất kỹ ở trong kho, không có cho mua sắm sửa gì hết trơn à. Ai đời làm quan mở cái nhà đơn sơ vậy nè hả? Vợ con á thì ăn mặc quần áo hả, toàn đồ rẻ tiền không à. Lụa là gấm vóc thì cất hết ở trong kho. Sao bà không mở cái mắt lớn lên mà nhìn? Tiền này ở đâu tôi có? Tôi làm quan bổng lộc có bao nhiêu lâu đâu mà xây nhà mà khoe khoang. Bộ bà tưởng dân đen nó không có mắt hay sao? Triều đình không có mắt hay sao? Tới tay triều đình đó nhẹ thì bị chặt đầu, còn nặng á thì bị tru di tam tộc, có biết chưa? Ông lo xa quá. Ông quan huyện ở vùng kế bên kìa hả, nhà to uy nghi như cung điện vậy đó, người ăn kẻ ở xếp hàng dài ra vậy đó. Bà vợ ông quan huyện đó hả, mỗi lần mà mua giải dốc hả mà dài gánh to to không à. Lo cái gì đâu không, họ phô trương vậy đó mà có thấy họ bị cái gì đâu. Cái nhà cao cửa rộng ai mà không muốn. Cái quan huyện bên đó đó, nó có họ hàng hoàng thân quốc thích nên người ta mới phô trương. Còn cái vùng của mình nè, dân thì nghèo, hạn hán thiên tai liên tục, cho nên triều đình còn cứu khổ dài dài. Tôi còn nhiều cơ hội để thu vén. Bây giờ đâu phải lúc phô trương tiền bạc, nhà cửa. Ông nói cũng đúng, mình đang có cơ hội, thôi thì mình cứ giả nghèo giả khổ để mà mình dơ vét của thiên hạ, rồi sau đó mình tính sau. Bà biết mở miệng nói đúng ý của tôi rồi đó. Với lại dân đang nghèo khổ, mà cái thằng quận gió đó, nó canh nhà giàu để nó cướp. Nó mà biết mình có tiền á, nó không có để yên đâu. Buổi tối á,
chắc phải cho hai đứa cầm chừng nhà mới được ông ơi. Sao không ngủ mà còn ngồi đó? Ta không ngủ được. Hành lý của ta bị tên quận gió lấy mất. Bây giờ ta không biết phải làm sao nữa. Không phải tên quận gió lấy cắp của cậu đâu. Sao huynh biết? Hành lý của ta vừa để kế bên. Chỉ có tên quận gió mới có tài xuất quỷ nhập thần lấy mất mà thôi. Ta đã nói rồi, không phải là hắn. Hắn không phải là kẻ trộm giật chảnh vậy đâu. À đúng rồi, lời đồn đại về tên quận gió có đúng như vậy không? Đồn đại à? Đồn sao? Thì người ta đồn hắn có tài xuất quỷ nhập thần, chuyên môn cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Có đúng như vậy không? Cũng không hẳn là vậy. Những người làm giàu bằng chính sức lao động của mình, quận gió không bao giờ lấy của họ làm gì. Kể ra thì hắn ta cũng là hàng chính nhân quân tử. Huynh có biết hắn ta ở đâu không? Ta muốn gặp hắn. Ta đã nói với người, quận gió không lấy cắp của cậu đâu, mà cậu tìm chỉ cho mệt. Quận gió chỉ lấy của những kẻ tham quan ô lại, những kẻ làm giàu trên sức lao động của người khác mà thôi. Nhưng lẽ ra anh ta không nên làm như vậy. Tại sao? Vì làm như vậy anh ta sẽ mang tiếng là kẻ ăn trộm. Mà ăn trộm là tội phạm, là trọng tội của triều đình đó. Ngươi làm gì ở ngoài đó? Dạ không có, vô hỏi của khách của ăn mày không? Ngươi! À, không phải vậy, xin tiền phòng trọ á. Trời ơi. Tiền đi, biến màu, đừng làm phiền ta nữa. Dạ có tiền thì đi, đứng đi chi. Đóng cửa. Chúng ta là khách, tại sao không đi cửa trước mà lén lút đi phía sau cứ như là ăn trộm vậy? Tên kia là tay chân của quan huyện, đang chờ lá tung tích của quân gió đó. À ra là vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu? Ta sẽ đưa cậu đến một nơi để chứng minh lời nói của ta, tại sao quân gió đi ăn trộm mà không trình báo quan. Đừng nói là huynh chính là quận gió nha. Phiên nhau canh đi. Bây giờ tao ngủ, mày thức. Ngồi tao thức tao canh mày ngủ. Không được đâu. Quan lớn dặn á là tao với mày phải thức suốt đêm canh. Không được. Nhưng mà mày không nói thì ai biết? Mày ngu quá, mày thức canh sao nổi? Bây giờ thay phiên nhau thức đi. Vậy là bây giờ mày ngủ. Ừ. Tao canh. Ừ. Rồi chút nữa tao ngủ mày canh. Ừ ừ ừ. Vậy cũng được. Ừ. Ngủ đi. Nhớ canh nha mày. Ừ.
Sao anh rành rẽ đi nhanh cứ như nhà của mình vậy? Ta đến đây tham quan một vài lần rồi. Cậu xem đi. Thật không ngờ tên quan huyện ở đây có nhiều vàng bạc như vậy. Ngự khố bạch kim, tiền trong cung vua đây mà. Tại sao hắn lại có nhiều như vậy? Còn có cả khạp nữa. Hắn lạm dụng của công, tiền vua ban, hắn bớt xén và bòn mó, tiền ăn hối lộ, lấy ở đâu ra? Đúng rồi, bổng lộc làm quan tuy có, nhưng không thể nhiều như vậy được. Chắc là hắn đã ăn cắp của công. Nhưng tại sao không ai tố hắn vậy? Ai dám tố chứ? Dân đen thấp cổ bé hồng, họ chỉ mong được làm ăn yên ổn. Ta tin chắc chắn là kẻ đứng sau lưng hắn bao che dùng túng trắng, hắn mới dám bớt xé ngự khố của triều đình nhiều đến như vậy. Ta không ngờ quan ở phủ này lại tệ hại đến như vậy. Bây giờ cậu tin ta chưa? Tiền này hắn lạm dụng của công, hắn không đổ bất cứ một giọt mồ hôi nước mắt nào. Bây giờ cậu có thể lấy bất cứ bao nhiêu cũng được để làm lộ phí đi đường. Cậu lấy đi. Không, tại sao chúng ta không vạch mặt hắn để triều đình trị tội hắn? Triều đình nào đến được cái xứ này chứ? Cái gì mà lục lục chỗ này? Theo tao vô đây tụi bay. Vô coi ông. Tiếng động mạnh ở trong kho mà. Tôi cũng nghe nữa. Lũ chuột dạo này sao nó phá quá. Ông, chuột gì mà sao nó lớn thế ghê vậy? Chuột trống. Công nhâm. Ừ, thôi đi ngủ bà. Đi. Ờ. Phước quả song hành, phước quả song hành, phước quả song hành. Ông nói ai phước vậy? Phước quả song hành, tôi đợi bà đã lâu. Đợi tôi? Tôi biết bà đang gặp phước quả song hành. Phước quả song hành là sao? Điền, nhìn mắt bà, tôi thấy đường tài lộc rộng mở, tiền bạc giàu ào ào như nước. Nhưng sao? Nhưng trong nhà có nhiều quan gia trái chủ đến quấy phá đòi nợ. Quan gia trái chủ? Ta nhớ ta cúng kiến thường xuyên mà. Tại sao lại có quan gia trái chủ tới quấy phá? Biết đâu ông bà đang tạo nghiệp ác mà vô tình không biết thì sao? Tạo nghiệp ác mà vô tình không biết à? Tạo nghiệp ác mà không trả, đó là quả. Mà quả đến mà không kịp giải hạn thì chuyện nhỏ cũng hóa thành chuyện lớn. Vì quan gia đó có thể hóa thân thành những con vật hết sức bình thường, nhưng sẽ gây quả lớn. Giống như con chuột hết sức bình thường, nhỏ nhen, nhưng nó mà cắn phá thì hết sức là khủng khiếp. Chuột cắn? Đúng rồi. Không không, tôi chỉ nói ví dụ thôi mà. Không 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 không, thầy nói đúng lắm. Hiện giờ nhà ta đang có quan gia trái chủ quấy phá. Vậy hả? Mời thầy về nhà tôi có chuyện cần nhờ. Dừng. Thank you.
Thiên lên địa lên lên lời mau kiếp mau quay về bộ cho gia chủ. Gia chủ mau quỳ xuống. Thượng Gia Lâm, hoàng thượng, bắt giam đôi vợ chồng tham quan này cho ta. Dạ. Đó, đến nhau, bắt giam đây em. Ông ơi, cha em. Yêu đời chứ ông sao? Ơi. Trời ơi, chết rồi. Xong rồi, chuyện này đã xong rồi. Thành hãy ra ngoài chờ ta. Xin tuân lệnh. Quỳnh ra đi. Bái kiếp hoàng thượng. Ta quên thanh sáo quá vậy. Đây là đầu tiên quận gió ta có mắt như mù. Không ngờ một chàng thư sinh lại là một vị hoàng đế anh binh. Xin hoàng thượng tha tội. Nếu ta giả dạng dân thường mà ai cũng biết được thì làm sao ta giả dạng để di hành được chứ. Hoàng thượng anh binh, chắc người đã hiểu được nỗi thống khổ của dân làng. Ta sẽ dẹp hết bọn tham quan ô lại, hà hiếp dân lành. Ngươi hãy yên tâm mà theo ta vào hoàng cung, ta sẽ phong thưởng cho ngươi. Xin hoàng thượng tha tội. Thần sống quen cảnh chim trời, thích đi đâu thì đi, thích đến thì đến. E rằng thần không quen cái nguyên tắc của trong cung đình. Nhưng hoàng thượng yên tâm,
Ngài đã cho tôi thấy ngài là một đấng anh minh. Quân gió tôi sẽ không làm một điều gì phạm pháp với triều đình nữa. Ta rất mừng vì huynh đã hiểu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Huynh phải nên tôn trọng. À, các bạn bốn chân của huynh đâu mất rồi? Chúng vẫn còn ở đây. Chắc chắn phải trả chúng về nơi chúng sinh ra. Chúng đâu còn gì giúp thần nữa đâu. Nếu huynh không thích cuộc sống trong cung thì ta cũng không ép. Huynh có thể đi. Cáo từ hoàng thượng. Mau sớm gặp huynh. Ông ơi, tại sao tôi phải thua chú mày? Ông nhìn đi, ông chỉ còn con pháo với con xe. Trong khi tôi nè, xe pháo mã đầy đủ, dư thêm hai con chốt. Thì chú mày cứ chơi đi, chiếu bí đi rồi thắng nó có gì đâu. Nhưng mà cho ông thua tôi mệt quá. Chơi với ông ngâm cứu lâu quá, mệt quá. Chơi lẹ đi cha. Chú nghe mày quên câu này sao? Dụng tóc là bất đạt đó. À, ai nhân bùi kìa. Ờ, con kiếm cha con phải không? Dạ. Nè, kiếm cha có chuyện gì không? Dạ, mẹ kêu cha về ăn cơm. Mày về nói với mẹ mày á, cha đánh xong ván cờ này cha mới về ăn cơm, biết chưa? Nhưng mà mẹ nói là dọn cơm xong rồi, kêu cha về liền. Dọn xong cũng phải chờ. Thôi thím đã dọn cơm rồi thì chú về đi, ngày mai qua chơi tiếp. Muốn không chơi tiếp lắm đúng không? Tôi đang trên cơ không mà, tôi ngu sao tôi nghĩ. Tiếp tục đi chứ. Ngồi xuống con, ngồi xuống đây coi cha đánh cờ. Chơi xong ván này hai cha con mình về ăn cơm luôn ha. Thiệt tình. Nói cái thằng này đi gọi cha nó về mà nãy giờ chưa về nữa là sao trời. Trời đất ơi, còn đánh cờ chưa chịu về nữa là sao. Bùi em, Bùi em. Cha, mẹ gọi kìa cha. Thôi, thôi nghỉ đi. Vợ mày nó réo ôm sầm kìa. Bây giờ á, chú chịu thua, tôi mới đi về. Mày thua tới nơi rồi đó, còn mày đặt lớn giọng nữa. Thua cái gì mà thua? Về đi cha. Bùi em, Bùi em. Mày chạy về á, kêu mẹ mày im cái miệng giùm tao cái coi. Mẹ đánh con sao? Thì mẹ mày quýnh mày, chứ mắc mới tới tao. Rồi để tao chiếu con này, để cha con mày đi về luôn cho rồi. Chiếu. Tại mày á cho nên tao mới phân tâm, tao mới thua. Đi về mày. Bụi em, tại sao khóc? Dạ cha đánh con. Nè, mắc mớ gì ông đánh nó hả? Tôi dọn cơm cả buổi, kêu ông về ăn cơm đâu không về. Tôi kêu nó qua gọi ông về đó. Làm gì đánh nó hả? Không đánh nó sao được. Nè, mai mốt á mà tao đang đánh cờ á, cấm lèm bèm đứng sau lưng tao nghe chưa? Mày mà đứng sau lưng tao, tao đập chết mày đó. Nè, làm gì vậy hả? Nhận mặt ai vậy hả? Ông mắc cười thiệt á. Bắt tôi dọn cơm lên, bây giờ cơm nguội canh lạc hết trơn rồi mà chưa về là sao? Tôi nói thiệt nha, tôi chịu không hết nổi rồi đó. Chịu hết nổi thì thôi, tôi bắt đợi á, cãi tôi. Cái gì? Nói chuyện kiểu đó đó hả? Nè, nè, tôi nói cho ông biết nghe chưa,
Lần sau tới giờ cơm á, đừng hòng tôi đợi ông về nữa, nghe chưa? Còn mày nữa, không có gì, vô dụng, đi vô. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Đó, bà đi, bà vô hết luôn đi, khỏi ăn rồi con chết á. Khổ ghê á, đám giỗ đám quại là bắt nấu chay mà cái năm trời không bao giờ thấy ông ăn chay đâu trời, thiệt tình. Trời đất ơi. Mình ơi. Cái gì? Đem đồ lên cúng mẹ kìa. Tôi dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi. Rồi 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 rồi. Trời đất ơi, không có cái mâm nữa chứ. Ghê là khổ. Xong chưa bà ơi? Rồi từ từ, rồi rồi nghe rồi. Hối hoài à, tôi đang mừng chứ làm cho tôi nghỉ ngơi ăn bằng. Cúng quải thì làm nhanh làm lẹ đi chứ. Trời đất ơi, thì đang ăn lẹ đây nè. Nè nè nè. Rồi. Đó, mình xếp lên bàn thờ giùm tôi luôn đi nha. Nè 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 nè. Gì nữa? Còn cái gì đem lên luôn đi. Thì đang đem đấy. Trời ơi, chưa có xong còn nữa, hai bận rồi đó. Có chưa? Rồi rồi đây nè. Trời đất ơi, nghĩ sao cứ lần hai chén rồi biết chừng nào mới xong. Thì bây giờ không có cái mâm làm sao? Hai bận đó nha. Mệt quá là mệt, nhà mà quất mâm nào hết trơn đợi. Rồi rồi, coi coi món nào mà dọn lên hết luôn đi nha. Món nào nữa, bây giờ mới đi mần nè. Trời ơi, bây giờ bà đi mần là chừng nào cúng mới được. Trời ơi, mình tôi à, có hai tay hai chân rồi, ba đầu sáu tay đâu trời. Vậy là chè xong hết rồi phải không, tôi sắp rồi nghe. Rồi 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 rồi. Dường chén để đâu? Để đây. Nếu sẹo bẩn người khác bực mình nè, nghe sao kỳ cục vậy, lúc nào sắp xong cũng dương chén hết, để đâu ta, để trên đây được không, đau quá. Để bên đây. Méo xẹo vòng tròn cũng đẹp. Chén chè này dương hoài vậy ta. Thôi, không có ai. Mình nếm thử luôn đi. Bắt quá ăn xong mình rửa, rửa chén sạch. Mà cần gì nữa, liếm sạch cũng không ai biết được. Bả sao bả biết được. Ăn luôn. Xong xuôi, vậy là đẹp nhất.
hình như thiếu thiếu. Ủa, rõ ràng hồi nãy là hai tay hai chén mà sao giờ còn dư một chén vậy ta? Một chén đâu rồi? Kỳ cục gì? Trời đất ơi, chuyện gì trời? Thiệt tình à. Nhớ rõ ràng hồi nãy là hai nè, hai nè, hai nè, bảy lượt, 14 chén. Giờ nó mất một chén rồi trời. Chuyện gì bấy? Dạ, hôm nay giờ đã ha. Mạnh khỏe bữa bệnh quá trời ha. Chú Tư ơi. Trời ơi, bây giờ mà ngồi chơi chim cái gì nữa. Qua lẹ, qua lẹ. Tôi qua liền, tôi qua liền. Ta nói bà già lúc bà còn sống á, bà cũng sống giản dị lắm. Cho nên hôm nay là ngày giỗ của bà, tụi con cũng cúng rất là đơn giản. Vợ chuẩn bị xong hết rồi, qua liền nha chú Tư. Rồi rồi, rồi, rồi chú về đây chút tôi qua. Mới mua bình rượu rất là ngon nha. Qua bệnh hai chú cháu mình làm hết bình này, sẵn vĩnh cờ luôn. Ha. Con về trước nha. Dẹp chim qua liền. Dạ. Nói vụ gì á, quánh cờ tôi khoái lắm. Quánh cờ dở như quỷ vô rủ hoài. Trời ơi, giờ không thấy khách khứa đâu hết trơn. Nè, giỡn mặt với tôi hả? Giờ này là giờ nào mà không biết đem đồ ăn thức uống lên chờ khách tới tới mình đãi. Ngồi đó còn đóng vậy? Ông ăn hết một chén chè của tôi phải không? Bà nói chén chè gì? Chén chè đem cúng với chén chè gì? Ê giỡn nha. Bà đem lên bao nhiêu thì tôi để trên bàn tôi cúng mấy nhiêu. Tự nhiên bà nói tôi ăn hết một chén là sao? Thôi đi, đừng có xạo. Tôi mang mỗi lần là hai chén, đi tổng cộng là 7 lần, vị chi là 14 chén. Mà bây giờ còn lại có 13 chén, đâu mất một chén hả? Ông không ngờ vợ mình nó đến kiểu này. Mà lỡ chối rồi phải chối luôn, chứ nhận ăn mất mặt với nó sao? Bà giỡn mặt với tôi hả? Tôi đã nói bà rồi, bà đem lên bao nhiêu chén tôi cúng bao nhiêu chén. Tự nhiên nó tôi ăn là sao? Ông đừng có xạo. Làm sao mà bao nhiêu chén mà còn bấy nhiêu chén hả? 14 chén mà còn 13 chén. Tôi ăn, tôi nói tôi ăn, mắc mới tôi phải chối. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Bà muốn cái gì? Muốn cái gì là muốn cái gì? Tôi nói cho ông biết trong nhà này có một mình tôi với ông mà. Còn thằng con đi học chưa có về. Bây giờ ông không ăn, tôi không ăn. Chạy lấy ma quỷ trong nhà này ăn. Ê, hôm nay á là ngày giỗ của mẹ tôi nha. Dám nói mẹ tôi là ma quỷ này, ma quỷ nọ hả? Nè nè nè, ma quỷ này, ma quỷ nọ là tự ông nói mẹ ông, tôi mới nói. Bà, trời hôm nay gan lắm rồi, muốn cái gì, muốn cái gì? Chỉ có một cái chén chè thôi nha, bà đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì bây giờ thấy đập á? Ngon. Chú Tư qua nè. Đem mấy thứ trái cây qua. Lúc sinh thời đó, má bay thích má ăn mấy cái loại trái cây này lắm. Là chú Tư mới đem qua đặng cúng cho má con. Nè bưởi, nho, thanh long. Dẹp đi, bưởi gì mà bưởi. Đi ra đây đi. Bây giờ chú ngồi đây đi, chú nghe tôi phân xử cái này nè. Bây giờ như vậy nè, chén chè rõ ràng là 14 chén, bây giờ còn lại 13 chén mà trong nhà có hai người, hỏi ai ăn bây giờ đúng không? Thì là ông ăn chứ còn cái gì nữa, mà bây giờ ông đập bàn đập ghéo làm thấy ghê không? Chú coi vậy hỏi, hỏi chịu nổi không? Hỏi tức không hỏi chú? Bởi vậy bây giờ chú... Nè, chú nghe nè, ví dụ tôi ăn, tôi nói tôi ăn, mắc mới thì tôi giấu làm cái gì? Có một cái chén chè đâu có đáng là cái gì đâu, đúng không? Tại sao tôi ăn, mà tôi không ăn làm sao tôi thấy được, đúng không? Trời ơi, tao hiểu hết rồi. Cái chuyện chén chè phải không? Thôi bữa nay là ngày giỗ của mẹ con, thì có chuyện chén chè cái chút xíu như vậy thì bỏ qua đi, làm sùm gì cho nó lớn chuyện vậy. Trời ơi thì đúng rồi, cái chén chè nó không có đáng cái gì hết trơn á. Nhưng bây giờ giả sử gì bây giờ chú ăn đúng không? Thì chú nhận. Ông ăn thì ông nhận đi. Mắc mới vậy mà không nhận, con đâu cấm không ăn đâu. Nhưng mà qua nhận ăn thì phải nhận. Hèn cái sao mà không nhận? Nè, giỡn mặt với tôi hả? Tôi đã nói với bà tôi không ăn thì bà phải tin là tôi không ăn. Nếu tôi ăn mắc mới gì? Hả? Ê, trong nhà hai người không ăn ăn hả? Làm sao tôi biết được? Thôi bà đừng có ép tôi quá rồi cho. Xin lỗi, dạ tôi đi hơi trễ tại vì bắt đi chợ nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Dạ. Có chuyện gì vậy?
chuyện gì nè. Ôi, tôi hiểu rồi. Cái chuyện mất trứng chè phải không? Dạ. Trong gia đình đã có hai người à? Đúng rồi. Thằng này không ăn. Thì thằng này ăn. Thì vậy thôi. Bà chè nào? Thì tôi mới nói ông dẫn cái chuyện tôi ăn. Có hai vợ chồng người ta. Bà không vô đây, không nấu vô cho người ta, mà nấu ra rồi chăm dậu vậy. Bà giờ bà muốn gì? Muốn gì? Ra ngoài quýnh ta đâu vô đây. Đi. Đây, tốn đi chạy thôi. Bà con, bà đi. Vô duyên, hai chồng ta gây lộn thì như qua kéo qua đây gây lộn luôn à? Nè. Cái gì? Ăn thì nhận, tôi nhất quyết phải tìm ra lẽ. Ra lẽ hả? Ra lẽ nè. Ha? Tôi đã nói tôi không ăn là tôi không ăn. Cái gì? Đập bàn đập ghế hả? Được rồi, tôi kiện quan. Được, bà đi kiện đi, tôi đi hầu. Tưởng nó hù mình, ai ngờ nó làm thiệt chứ. Nếu như nó làm cho ra cái chuyện này, mình chết chắc. Đã xấu hổ với bà con lối xóm, rồi còn không biết ăn nói sao với con cái trong nhà nữa. Thiệt là đúng là chả có cái dạy nào giống cái dạy nào hết. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chuyện nhỏ vậy á mà nhà ngươi làm cho nó tày quầy, thiệt là hay á. Dạ, tại vì con vợ con đàn bà nó suy nghĩ nông nổi quá, cho nên mong quan thông cảm, xét xử cho nó chu toàn, để nó sợ nó không dám khai bậy trước công đường. Không được, không có người vợ nào muốn vạch áo cho người ta xem lưng chồng mình. Chắc chắn là nhà ngươi hay hà hiếp vợ, cho nên vợ ngươi mới bộc phát dữ vậy, có đúng không? Nếu như nhà ngươi không tiện nói ra cho tao biết thì thôi, nhà ngươi cứ về đi. Mọi chuyện lên công đường sẽ tỏ rõ luôn. Chuyện của nhà ngươi là chuyện nhỏ, và ta sẽ làm rõ chân tướng thật là dễ dàng. Dạ. Dạ bẩm quan, chuyện này tuy là chuyện nhỏ thiệt, nhưng mà nó đổ bể ra thì tổn hại uy tín danh dự dữ lắm á. Cho nên Thảo Dân mới mộ muội tới đây, mong quan giúp đỡ, để Thảo Dân kể cho quan nghe nha. Rõ ràng là nhà ngươi sai quấy mà lại còn ăn hiếp vợ ngươi. Nếu nhà ngươi chịu nhận lỗi thì đâu có ra cớ sự như vậy. Dạ, cho nên Thảo Dân mới tới đây nhờ quan thương tình giúp đỡ cho Thảo Dân à. Chuyện trong nhà mà nhà ngươi không thể dàn xếp được mà lại đi hối lộ ta sao? Ngươi có biết là ngươi làm vậy là xúc phạm đến bổn quan sao? Dạ thưa quan, con xin gửi quan cái số tiền này, không phải là con hối lộ đâu nha, mà con xin tự nguyện quyên góp cho quan để quan làm việc thiện à. Nói thiệt với quan chứ, con còn một đứa con trai, nếu vỡ lỡ ra nó coi thường con, làm sao á mai mốt con dạy bảo cho nó được. Nếu nhà ngươi hứa từ nay chừa đi cái tấm gia trưởng nóng nảy á, để cho cuộc sống của vợ chồng hòa thuận, thì ta sẽ giúp cho nhà ngươi thật là êm đẹp. Còn gói bạc này trên công đường á, ta sẽ xung vô công quỹ. Ta nhận bạc này để nhà ngươi thấm thía việc mình đã làm, và lấy đó răn đe chính bản thân của mình. Dạ, dạ, con xin nghe lời quan dạy bảo.
tự nhiên mất hết mấy đáng bạc vì chuyện không đâu. Thiệt là tiếc đứt ruột. Có kệ. Đó, con nói gì đám nghe thiệt đúng không? Đây, hai vợ chồng nó ba cái nhấn kè mà thưa tới đây làm chi? Tôi tới nhà này là ông Thọ. Thiên họ kia, chuyện nhà sao không to nhỏ với nhau mà lại lôi nhau ra chốn công đường? Bẩm quan, tại vì á chồng con năm lần bảy lượt cứ lấn lướt hà, chuyện thì sai rành rành ra đó mà ông không chịu nhận lỗi gì hết, nên buộc lòng con mới phát đơn nhờ quan xét xử chứ bộ. Thì hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe một lần nữa. Dạ thưa quan, hôm trước nhà con có dỗ, con có nấu một nồi chè để cúng. Mà con còn nhớ chính xác á, là lúc con bưng lên cho chồng con để lên bàn thờ, hai tay con bưng hai chén, con đi tổng cộng là 7 lượt. Như vậy là 2 lần 7 vị trí là 14 chén đúng không quan? Vậy một lát hồi nữa, sau khi mà con gom xuống thì còn có 13 chén. Vậy con hỏi quan, một chén kia mất ở đâu? Rồi sao nữa? Thì nói tiếp đi. Dạ, nhà thì chỉ có hai vợ chồng thôi, khách cưới lúc đó cũng chưa ai tới hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng là thiếu một chén mà. Con hỏi chồng con á, mà ông có kêu là ông không biết không à? Dỗ là dỗ ông bà nhà nó, không lẽ nó lại thất lễ với ông bà nhà nó chứ? Dạ, thực ra là tiện dân chỉ muốn tìm cho ra lẽ mới hỏi chồng. Thì ăn cũng được thôi, đằng này không nhận. Đó đó, đó, có chú Tư với bà Tám chứng kiến đàng hoàng nha. Con không nói quan cho ổng đâu quan. Tên Ngọt kia, nếu không ăn á thì từ từ giải thích, cớ sao lại hung hăng đánh vợ? Thì tiện nhân không biết tại sao lại thiếu một chén chè, thì tiện nhân trả lời là không biết thôi. Vợ của Thảo Dân á, dặn dẹo hỏi tới hỏi lui không tin Thảo Dân, cho nên Thảo Dân mới nổi nóng chứ bộ. Xin quan dàn xếp cho ổn thỏa trong nhà. Dạ bẩm quan, bây giờ anh sai thì anh phải nhận lỗi, chứ tự nhiên đòi dàn xếp ổn thỏa là làm sao? Không phải có lần này đâu nha, mà tất cả những lần trước, lần nào anh ta cũng o ép con đủ điều hết trơn á trời à. Con nói thiệt á, chứ từ đó giờ con ấm ức dữ lắm á, mà con cứ bỏ qua. Mà lần này là con chịu hết nổi rồi quan. Quan coi làm sao, quan giữ con mình đi, để chồng con đừng có lấn lướt con nữa. Hai vợ chồng nhà tên Ngọt nghe ta phân xử đây. Thì Ngọt kiện chồng không phải chỉ vì mất một chén chè, mà nguyên nhân sâu xa là do tên Ngọt có tính gia trưởng, độc đoán, và bất cứ chuyện đúng hay sai trong gia đình đều tự cho mình là người quyết định. Như vậy á là không đúng. Người chồng đúng là trụ cột của gia đình, phải gánh vác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Nhưng nếu làm sai phải biết nhận lỗi để sửa đổi. Không thể cho mình là đúng rồi bắt vợ con phải nghe theo, hiểu chưa? Dạ, cảm ơn quan đã dạy bảo, con xin nghe theo ạ. Còn Thiện Ngọt kia, bây giờ ta nói chuyện về mấy chén chè trước đã. Đúng là 2 lần 7 là 14, nhưng cũng có khi 2 lần 7 là 13 đó. Tất cả hãy im lặng, hãy nhìn ta tính cho mà thấy. Ngón tay thứ nhất là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng Chạp, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7. 13 ngón tất cả. Hai vợ chồng nhà ngươi đếm lại cô ta nói đúng không? Được quan hả? À, đúng rồi, là 13 nè.
Hay quá, Quang thiệt là tài giỏi á. Dạ bẩm Quang, nhưng mà rõ ràng là hai tay con cầm hai chén chè mà, thì phải là 14 chứ làm sao là 13 được ạ? Vợ chồng á thì phải nhường nhịn lẫn nhau. Thánh nhân có nói câu phu sướng thì phụ tùy. Cớ sao lại lôi nhau ra chốn công đường để thiên hạ cười chê mình như vậy? Chưa kể con cái trong nhà sẽ thấy xấu hổ vì cha mẹ của chúng. Ta đã nhắc nhở tên Ngọt phải kiềm chế cái sự nóng nảy của mình và cái thái độ gia trưởng của nhà ngươi. Làm như vậy á để cho gia đình được vui vẻ và đầm ấm. Vậy vợ chồng nhà ngươi hãy dẫn nhau về ở cho hòa thuận. Nếu lần sau tái phạm, ta sẽ phạt nặng đó. Vậy vụ án xem như ta đã xử xong. Vậy mọi người ai về nhà nấy, giải tán hết đi. Thấy không? Tôi nghe ông Hoàng nói nha, thấm thiết làm sao á. Thấm sao? Thì vợ chồng sống chung với nhau thì nhường nhịn với nhau, ý chính là 10 giống như 14, 13 chẳng sai. Bởi vậy người ta nói hả, thương nhau thì của ấu cũng tròn, đúng không? Bữa nay tôi mới nghe mà nói một câu nghe là ngon lành nhất à. Vợ chồng nhường nhịn nhau đó cho yên cửa yên nhà, như vậy mới là vợ chồng chứ gây gỗ nhau hoài cũng đâu có tốt, đúng không? Không những vậy á mà khỏi tốn tiền tốn bạc nữa chứ, đúng không? Thôi không những vậy á, mất công rồi cái quan đông đầu đánh đồng trăm hèo, thì cái tội mà quấy rối công đường cũng ghê lắm. Nhờ vị quan thông minh đã giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng một cách êm đẹp. Vợ chồng như bát đĩa chung sống chén, chén bát còn có khi xô xát, chứ vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày, tránh sao cho khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vì vậy phải biết nhường nhịn, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Chính bỏ lầm 10 thì mới thể có cuộc sống sống với nhau đến khi răng long đầu bạc. Được rồi, mấy ông mấy bà ơi, lên nghỉ ngơi đi. Rồi, Vũ Liên. Xin miếng nước chị Bảy, khát nước quá. Đi làm sao đem nước theo? Xin 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 xin. Trời ơi, xin có miếng làm gì dữ vậy? Ê, muốn uống nước không? Muốn chứ. Đợi tôi chút xíu. Để cứu người, nhanh lên, nhanh lên. Nè, nè, nè. Rắn cắn tôi rồi. Rắn cắn rồi hả? Có sao không? Nè, uống đi, nhanh lên. Đã khát quá. Rồi, cho tôi biết. Đã khát quá. Quỷ thân này mày bài đầu đúng không? Cậy túi mà. Giỡn chút mà làm gì dữ vậy? Giỡn gì mà giỡn? Trời, trời đất ơi, làm không lo làm, lo bài trò gì vậy? Là mệt quá vẫn chơi xíu, có gì đâu thím hai. Giỡn gì, mình lo chuyện của mình đi,
suốt ngày xía vô chuyện của người ta. Nè, bà biết gì mà nói? Ông mới nín á, ông đó suốt ngày lo chuyện bao đồng, còn ở nhà đó văn răng kìa. Nè, đừng có lèm bèm hoài à. Bà có tin tôi tán bà không? Hả? Ngon nè, tán đi. Thấp mẹ. Trời, bà nào dám tán tôi nữa hả? Trời, trời, nè, hai người thấy không? Thấy không? Tán tôi không? Tán tán tôi một cái như trời giáng vậy đó. Bà con ơi, tới bà coi là chồng nó quýnh tôi, nó vũ phu nè. Ông nghĩ sao ông đánh tôi vậy? Tôi là vợ của ông mà, sao ông đánh tôi? Tới đây mà coi nè, ông đánh tôi vậy hả? Cái đồ vũ phu. Trời ơi, vẫn chơi xíu thôi, làm gì quánh nó dữ vậy? Đúng rồi đó, làm gì mà vũ phu dữ vậy Tân? Ai biểu nó thấp tôi? Cái đồ vũ phu. Nói lại coi. Cái đồ vũ phu. Ông nghĩ ông đi. Ê, nè, nè. Đúng là quá đáng. Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp vợ, giờ đánh người khác thử coi. Kỳ cục. Lo. Tuyển danh y đây. Ai là danh y lên tiếng. Ai có tài chữa bệnh, mời về triều thưởng quan cao lộc hậu đây. Lo. Chỉ dụ có triều đình tìm kiếm danh y đây. Con chào quan. Lo. Dạ quan ơi, tuyển danh y á thì quan tuyển ở trên kinh, chứ xó quê này tìm ở đâu ra danh y? Kiếm hết rồi, ai cũng bó tay, nên ta phải lặn lội đường xá xa xôi xuống vùng quê hẻo lánh này. Bó tay? Ủa là sao? Chữa bệnh cho ai mà phải bó tay chứ? Là công chúa. Công chúa bị hóc xương, danh y triều đình đã thua hết rồi, giờ phải về vùng quê coi cách dân gian trị có hay hơn hay không. Mà nghe trị cho công chúa ai cũng chạy hết, sợ trị không hết là bị đánh đòn. Ủa quan quan, trị không hết là bị đánh đòn phải không? Chứ sao, trị không hết đó là kéo dài thời gian đau đớn của công chúa, đánh đòn là nhẹ đó. Cơ hội phục thù tới rồi, quýnh tôi hả? Được, tôi sẽ cho biết mùi bị quýnh như thế nào. Quan quan, quan tìm đúng chỗ rồi đó. Sao, đúng chỗ là sao? Thì ở đây nè, có danh y. Có danh y? Dạ, quan cứ đi thôi con. Được. Thần y ở đâu? Gần tới rồi quan. Đó, tôi chỉ cho ông thần y của cái làng này nè. Thần y? Phải, thần y trị bá bệnh. Tôi nói cho ông biết ở nhà, thần y trị á, mấy người mà chết tới nơi đó còn trị được, đừng nói chi mà bị hóc xương. Ghê vậy? Thì đó. Đâu, ai đâu? Kìa, đó, cái người mà tướng mập mạp bự mà to con đó, tên là Tân, thần y đó. Vậy sao? Sao ta lại thấy không giống thần y một chút nào hết? Thì đó mới là lạ, hiếm có. Là sao? Ngươi nói lẹ đi. Thì lúc trước á, thần y ở xứ khác giỏi quá mà, nên người tứ xứ kéo tới trị bệnh, bị quá tải, ông chịu không có nổi, nên ông mới lánh về đây nè. Ông ẩn mình, không khi nào nhận mình là thần y đâu, cứ giả ngu. Ai nhờ mà chữa trị, cũng chối đầy đẩy suốt à. Tôi kể cho ông nghe nha, chỉ khi nào mà bị quýnh dài ro vô đích thì mới chịu chữa trị. Mà chịu chữa rồi á thì mát tai lắm, bệnh gì cũng hết. Vậy sao? Vậy thì lạ thiệt. Thì đó, vậy mới lạ. Nhưng mà ông Quang, ông đừng có nói là tôi nói nha, thầy không có vui đâu đó. Mày mốt á, tôi mà có chuyện gì tôi nhờ thầy, thầy không chịu giúp tôi là tội tôi lắm á. Được rồi, nể lời nhà ngươi, ta sẽ không nói đâu. Để ta tới mời thử. Thank you.
người thanh niên kia. Hãy lên đây gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Ông gọi tôi hả? Là người đâu? Ê ê, có chuyện gì mà ông Quang kêu nó vậy mày? Trời ơi, ai biết đâu, tôi cũng đứng đây với bà mà. Nó làm gì á, Quang mới tới chứ. Chuyện con không sao. Biết chào rồi. Thần y. Ông chào tôi đó hả? Ta chào thầy đó. Ta biết thầy là ai rồi. Thầy đừng có làm bộ nữa. Ông nói cái gì á? Tôi không có hiểu. Ai là thần y? Ai làm bộ? Thôi vậy ta nói luôn. Tuân mệnh thánh chỉ, ta mời thầy về triều đình chữa bệnh cho công chúa bị hóc xương 3 ngày nay rồi. Công chúa bị hóc xương càng lúc càng đau, xin thần y nhanh lẹ cho. Công chúa bị hóc xương? Đúng rồi, thần y nghe rồi đó. Với tay nghề của thần y, ngươi sắp chết còn cứu được thì hóc xương là chuyện nhỏ, mong thần y giúp cho. Ê, nhưng mà tôi nói thiệt mà, tôi không biết gì đâu. Tôi không phải là thần y thiệt. Ông tìm lầm người rồi, tôi đâu biết gì đâu. Ta hết kiên nhẫn rồi đó, thưa thầy. Thiệt tình cái ông này, ông lầm rồi. Tôi quê mùa dốt nát, không phải thầy bà gì hết, biết thuốc men cái gì đâu mà trị. Xin đừng giấu nghề nữa, chuyện cấp bách lắm rồi. Còn theo lệnh của hoàng thượng nữa, mời thầy về kinh gấp. Người bệnh là con của vua chứ không phải là dân thường. Thiệt tình, tôi đã nói rồi, tôi không phải là thầy thuốc. Tôi không có biết hút thuốc trị bệnh đâu. Nếu mà ông đưa tôi về kinh á, không khéo tôi lại trị trâu lành thành trâu què thì rồi hại cái thân. Đúng là thương lượng ưa nặng, nói ngọt không nghe, phải đôi giọng mới chịu. Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt. Linh. Dạ. Cái gì? Đè ổng xuống, đánh 30 đôi. Dạ. Sao lại đánh xuống? À, ấy da. Ấy da. À, ấy da. Ê. Hả? Sao tự nhiên ông Quang đè ổng xuống tập vậy? Không biết nữa. Thôi, tao với mày đi chứ đừng đẩy hả, lát mặt quạ hai đứa luôn á. Đi gì? Đi lẹ đi. Cho chữa cái tật đánh tôi hả? Coi từ nay còn dám nhớ trời với phu không? Quang, đừng đánh nữa. Tôi là thầy Lan, tôi đúng là thần y đây. Ây da, đỡ thầy đánh tôi nữa. Thầy thấy chưa? Phải như thầy đừng có giả bộ, thì tôi đâu thất lễ như vậy. Mời thần y về cung. Ôi, trước khi tôi đi với ông, ông cho tôi về lấy tư trang hành lý cái đã. Ây da, đau quá. Tiến cung hả? Thôi chết, có khi nào tiến cung rồi không chữa được cho công chúa, rồi có khi nào bị chém đầu không? Công chúa ơi, công chúa ráng ăn miếng cháo đi công chúa. Chỉ là cháo nước loãng không à, không có cần nhai đâu công chúa nha. Ăn đi mà công chúa, cứ vậy hoài là công chúa chết trước khi kiếm được thần y luôn á công chúa nha. Không ăn đâu. Em biết là đau rồi, nhưng mà công chúa phải ăn để có cái gì cầm hơi, hiểu không? Cứ vậy hoài à, mà công chúa không chịu ăn còn lâu lắm mới tìm được thần y đó công chúa. Đau. Trời ơi công chúa nghĩ đi, cái chuyện chữa bệnh cho công chúa tới nay là giai đoạn cuối rồi đúng không? Lỡ như công chúa đi luôn á thì có nghĩa là mấy người đó chết với hoàng thượng không, cho nên ai mà dám chữa đó, thấy không? Cho nên á là mình phải biết thân biết phận của mình, phải ăn vô để kéo dài thời gian cho mình chứ. Công chúa nghe lời em, công chúa ăn đi, dù sao thì cũng phải hy vọng chứ. Câm miệng. Dạ. Giao cho ngươi động viên công chúa, mà ngươi nói cái giọng đó có phải hại chết người ta không? Ủa, hồi nãy giờ là con đang dụ cho công chúa ăn, chứ đâu có làm gì mà hại tới công chúa đâu thưa hoàng thượng. Ngươi mới nói không kiếm ra danh y còn chối nữa hả? Ủa, bộ hoàng thượng kiếm được thần y rồi hả hoàng thượng? Chưa, nhưng chắc chắn sẽ có đó. Thấy chưa, thì vẫn là chưa mà. Con nói thiệt đó,
Khó lắm chứ không phải dễ đâu hoàng thượng. Không lẽ công chúa mới tới tuổi này mà... Người câm chưa? Người có tin ta chém đầu người không? Dạ. Dạ. Con gái, ráng ăn chút cháo đi con. Hấp xương đó hả? Ai biểu lớn chồng ngồng vậy mà không biết lè xương ra? Ngươi muốn tao hoàng thượng, bên ngoài có quan cẩn thận cầu kiến à? Quan cẩn thận vậy rồi à? Có kiếm được danh y hay không? Dạ, xin hoàng thượng cứ gặp để quan cẩn thận trình bày ạ. Được. Dạ. Công chúa, công chúa, hoàng thượng tìm được danh y rồi đó công chúa. Công chúa đừng có vậy nữa, thương nha. Tới đây được vậy? Bà tới bằng cách nào? Tôi lo cho ông. Thôi, bà đừng có lo. Bà về bà kiếm đứa nào mà nó hại tôi, bà báo cho tôi biết, tôi về tôi sẽ cho nó biết tay. Cái đó từ từ mà kiếm. Vợ phải lo cho ông trước nè. Để đó đi. Vợ ông tính sao? Tính cái gì mà tính? Đã tới đây rồi thì bây giờ vô trong đó, tùy cơ ứng biến, biết sao mà tính. Không ấy, mình coi coi có cách nào không, chứ tôi lo quá. Tủ cha cái đứa nào hại tôi, phải chi bây giờ tôi kiếm ra, tôi bắt nó vô đây, tôi sẽ cho nó biết. Thôi thôi, đứt ruột, bỏ cái chuyện đó đi. Đừng có kiếm nó. Kiếm gì, cãi nó đi. Lỡ mà mình có chuyện gì á, chắc tôi ăn hận tới già luôn á. Mắc cái gì? Tôi bị gì vậy bà lại ân hận? Ý là tôi ân hận là tại vì thường ngày tôi hay cãi mình, tôi làm cho mình bực bội đó. Thôi bây giờ á, bà đi về, bà lo cho con cái đi. Được rồi, tôi gửi con nhà hàng xóm rồi. Tôi ở đây tôi tiếp mình, tôi coi coi mình như thế nào chứ. Mình cho tôi ở đây nha, để tôi đỡ áy náy. Đã kiếm được danh y rồi. Dạ bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Tốt. Có cái người danh y này có chút hơi kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Nghe đồn tay nghề được xưng tụng là thần y, nhưng không bao giờ nhận mình là thần y cả. Khiêm nhường. Tốt. Dạ bẩm hoàng thượng, nhưng có phần hơi thái quá. Tức là khiêm nhường là khiêm nhường, nói vài câu phải quấy là người ta thú thiệt. Đằng này phải đánh đòn cho nát đít rồi mới chịu nhận. Ngựa hay là ngựa chứng, mấy người giỏi giỏi á thì đâu có bình thường. Được, cho vào. Dạ bẩm hoàng thượng, hạ thần chỉ nói vậy, để nếu hoàng thượng thấy hạ thần dùng biện pháp mạnh thì cũng hiểu là chuyện rất bình thường. Ta hiểu rồi, mời vào đi. Dạ hoàng thượng. Công chúa. Dạ, kính chào công chúa. Công chúa, hạ dân đến đây để chuyện mình cho công chúa. Dạ, xin phép cho xem bệnh cho công chúa. Dạ, công chúa bị lâu chưa? Hơn một tuần rồi, đau dữ lắm, không có nói được đâu. Đừng có hỏi gì hết á. Vậy thì làm sao nữa? Trời ơi, cầu trời khẩn Phật cho đừng có chuyện gì xảy ra. Tất cả là tại mình hết. Trời ơi, giờ làm sao đây? Thiệt á. Bây giờ phải làm sao đây?
Chồng ơi, chồng đừng có sao nha. Thầy. Hả? Chữa được không? Được, được chứ. Ta là thần y mà. Chữa đi. Không biết, nếu công chúa cười thì cái xương có văng ra được không ta? À, công chúa, cười, cười, nè, cười, cười, nè, cười, cười. Thầy, công chúa kêu thầy dừng lại kìa. Cười lộn ruột rồi. Thầy có cách nào chữa không thầy? À, vậy công chúa đã văng hết xương ra chưa? Hả? Chứ, bây giờ phải làm sao đây? Ta đã làm đủ thứ trò. Thầy, sao chữa được không? Được chứ, ta là thần y mà. Thì chữa đi, làm khùng làm điên gì nãy giờ vậy? Cô á, làm ơn ra ngoài lấy cho ta một bát cơm với mấy trái chuối vô đây. Cơm, chuối. Ăn đi công chúa. Giờ làm sao? Cho công chúa ăn đi. Ăn một muỗng cơm, ăn một trái chuối. Công chúa, em đút công chúa ăn nha. Ngoan ngoan nha. Ngoan. Rồi, giờ ăn chuối vô nha. Công chúa, nuốt vô, nuốt vô. Nè nè, ăn nữa nè. Nuốt vô. Nuốt vô. Đúng rồi. Mạnh vô. Ngoan nha, nha. Nuốt xuống đi. Ăn miếng nữa. Miếng nữa nè. Đúng rồi. Nuốt. Giỏi. Rồi, nuốt vô, nuốt vô. Rồi, ăn chuối nè. Công chúa. Sao giờ? Sao bây giờ? Công chúa. Sao rồi công chúa ơi? Sao rồi công chúa? Hết rồi. Hết tỉnh rồi. Là thật sao? Công chúa đã khỏi bệnh rồi. Ê, cho tôi hỏi chuyện này cái coi. Công chúa bị hóc xương lâu như vậy, bao nhiêu người chữa trị mà không hết. Ông thầy Lan đó chữa cách nào mà hay vậy? Bọn ổng là thần y thiệt hả? Nè, ông chữa cách nào vậy? Có chữa gì đâu. Giờ cho ăn cục cơm, cho ăn trái chuối, cây hồn vô, nuốt vô, tràn bản ổng. Cây nuốt xuống được, hết ráo. Hả? Cơm với chuối cũng chữa được bệnh đó hả? Thiệt mà. Ê, mà tôi nói á, chuyện này không có đồn ra ngoài nghe không? Bây giờ á, đi lo chuẩn bị yến tiệc đi. Không hoàng thượng phạt đó. Đi liền đi. Ê mà khoan. Vô đến trong bếp á, kêu là đừng có làm cái món nào đụng tới xương cá gì hết nghe. Không thôi là mắc cổ mệt lắm. Thôi đi. Trời.
Mừng quá, chồng mình được sống rồi. Con đa tạ ông trời. Ủa, bà cũng nhờ mình đó. Nhờ mình đó, nhờ mình dựng chuyện cho nên nhà mình mới khá giả lên. Bây giờ thế nào, hoàng thượng cũng ban thưởng à? Đúng là danh bất hư truyền, thần y chữa bệnh như thần. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng đã quá khen. Không quá chút nào, tao phải cảm ơn người. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ, nếu như xong rồi á, tiện dân xin được về với vợ con. Về sao được mà về, ta còn chưa ban thưởng mà. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng, khỏi cần ban thưởng cũng được. Ngươi đúng là hơi khác lạ, ai ai cũng vui mừng nhận thưởng, đúng với công trạng của mình. Truyền lệnh ta, đem vàng bạc ban thưởng danh y. Thần tuân lệnh. Ta giờ đã hết bệnh, chàng đáng được nhận thưởng, chàng hãy nhận thưởng đi. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Vậy á, tiện dân xin nhận. Nhận xong á, thì cho tiện dân về luôn, có được không hoàng thượng? Về đâu mà gấp vậy, ta còn chưa nói hết mà. Do tài trị bệnh xuất thần của ngươi, ta truyền phong cho thầy chức thái y. Hả? Đợi sớm ngày mai chính thức ban mũ áo, vào thái y viện nhậm chức. Cái gì? Làm thái y? Thì nhà vua nói như vậy. Vậy bây giờ mà tính sao? Tính cái gì mà tính? Biết cái gì đâu mà tôi làm thái y với thái giám. Tự nhiên à, tự nhiên chữa trị cho công chúa hết bệnh gì vậy hả? Mà sao mình trị được hay vậy? Hay ho cái gì mà hay ho, chỉ là tôi dùng một chút cái mẹo nhỏ thôi, hên sao á nó chữa được. Đúng nghĩa là chó ngáp phải ruồi. Rồi bây giờ á, tôi mà vô thái y viện, nó lòi cái dốt ra, không chừng mang quả nữa. Hay hay là tôi với bà sắp xếp hành lý rồi trốn đi thật xa. Trốn hả? Trời ơi, lệnh của vua mà, sao trốn được. Thiệt tình, biết làm sao bây giờ. Tự nhiên tai bay quả gió, bây giờ giết chết tôi luôn, bà còn trách gì tôi nữa. Người đâu, ban mũ áo cho quan thái y. Dạ, tâu hoàng thượng, kẻ hạ thần này thật sự là kẻ dốt nát quê mùa, không biết thuốc men là gì hết. Vậy xin nhận chức này cho các vị lang y thứ thiệt. Hạ thần xin hoàng thượng cho hạ thần về quê ạ. Người đúng là kỳ lạ. Dạ bẩm hoàng thượng, thần không lạ chút nào hết, thần đang thú tội. Nếu như không biết trước, ta không tin là như vậy. Người giả bộ hay lắm. Nhưng mà ta đang vui, ta không muốn mạnh tay với thần y, cho nên lần này ta phá lệ, ngươi hãy nhận luôn cho ta vui. Dạ bẩm hoàng thượng, đâu có lệ gì hết, thần đang nói thiệt tình đó. Hoàng thượng cho hạ thần về quê đi. Vậy là không phá lệ được rồi. Vậy thì cứ theo thông lệ lên. Dạ. Hoàng thượng. Hoàng quân tâu hoàng thượng, hoàng thượng ơi, hạ thần xin nhận. Không lẽ cứ muốn gì là phải đè ra đánh thịt nát xương tan thì còn gì là thái y nữa. Nát biết thịt thật rồi. Trời ơi, đau quá. Làm sao bây giờ? Đau quá. Dạ bẩm hoàng thượng, vậy thì càng hay, tin đồn thần y kỳ lạ của ta lan ra thì bá tánh sẽ trầm trồ kháng phục. À, tốt. Một tí là đánh, một tí là đánh. Ai qua cũng giúp, nhưng phải trật tự mới được. Tôi bắt đầu mà sao từ từ được. Người lại đi. Rồi trật tự đi. Lại muốn chết hả? Muốn tôi khóa cái cửa này lại không? Từ ngày được bổ về đây cả một tuần lễ rồi, qua có ngủ được miếng nào đâu. Báo hại tôi phải. Người ta biết quan liêm nên người ta mới tới. Buồn ngủ muốn chết luôn à.
chứ ở huyện này thiếu gì quan mà toàn tham quan không à, đúng không mọi người? Đúng không? Trật tự đi, đã nói là quan ai cũng giúp hết á, nhưng phải cho quan coi cái đơn để quan biết đường mà quan xử nó chứ. Tụi tôi nghèo quá không biết viết chữ, làm sao biết viết đơn, đúng không bà con? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nói liền lại nha, tôi muốn gặp quan. Bà có đơn chưa? Bà này gan quá, ba ngày ba mặt dám hối lộ quan trên hả? Quan này là quan đàng hoàng nha, chưa có đơn đứng qua một bên. Đây không phải là đồ hối lộ. Không phải là đồ hối lộ, đưa bức tượng này làm gì? Đơn đó hả? Cái này là giả. Dạ, bẩm quan, đây là pho tượng của người đàn bà này. Bà nói rằng đây là đơn khiếu nại của bà, nên con nghe lùng bùng lỗ tai, con mới kêu bà vô đây gặp quan. Tại vì con nghĩ chỉ có quan mới có thể hiểu được bà. Thôi được rồi, ngươi lấy ghế cho bà ấy ngồi và lui ra ngoài đi. Dạ. Xin mời bà ngồi. Dạ, con xin phép cáo lui. Dạ, đội ơn quan. Sự tình như thế nào? Tại sao bức tượng này là đơn kêu nài của bà? Dạ, bẩm quan, thật ra thì con cũng không biết. Không biết à? Dạ, thật sự là con không biết nên mới tới nhờ quan. Con chỉ có thể kể cho quan nghe câu chuyện tại sao con có bức tượng này. Chuyện đó có liên quan tới chồng của con. Chồng của bà? Dạ. Lúc về làm vợ chồng con, con đã gần 40 tuổi, làm nghề mai giá thêu thùa, cũng gọi là có tiếng ở trong vùng. Chồng con lúc đó đã ngoài 60, qua vợ gần 20 năm, có đứa con gái lấy chồng ở làng bên, có một thằng cháu ngoại mà ổng cưng như cưng trứng. Vốn dĩ lúc đó chồng con không hề có ý định tục quyền. Hả? Không có ý định tục quyền? Vậy sao? Dạ, đồ của ông Xui ông, của anh Bùi Rễ ông, và của bé Bạc cháu ông, ông coi kiểm lại giùm em. Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, có sao không? Có sao không? Không có sao. Đứng dậy đi, làm cái gì vậy? Ông ơi, con té có sao, còn cái này không có sao hết ông. Con coi cái bàn tọa có bị bầm không, rồi lấy dầu sức đi. Ôi mà ăn thua vậy ông ơi. Đó, ông thấy chưa, mới nhìn nghe ông nói là con cháu ông về chơi, vậy là con sai sắp nhỏ. Nên là từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ngày hai ba bận mấy bữa nay luôn á. Giết á, ông coi coi, cái nhà này nè, bóng hớn à, sạch trơn luôn á. Tới còn á, mà con bám không được, huống hồ cho hạt bụi. Bởi vậy ông mới biểu thằng Đực với thằng Tèo á, bữa nay á khỏi chăn trâu nữa. Ở nhà coi nhỏ, không khéo rồi nó bị té, nhớ lấy đôi guốc bằng gót cho nó mang. Ở nhà coi chừng thằng nhỏ hồng ấy nó té. Đó, cô thấy chưa, ông con á thương cháu quá trời quá đất. Vậy sao không đặt tên là Vàng hay là Hộp Xoàn luôn đi? Ông thương cháu gì đâu á, còn chưa thấy ai hả thương cháu như là ông vậy trơn á. Mà đã vậy ngang, con rể với con gái về chơi á, quay quyến con heo luôn. Gà thì nhốt cả bầy, cá giọng cả lu, đồ ăn đồ uống á hả, ê hề như là cái đám giỗ vậy cô. Ở đó nói tầm bậy tầm bạ, công xá gì đó tính cho cô Chinh chưa, để cho người ta về. Dạ. Dạ xong hết rồi. Cảm ơn ông, em về. Có gì thì ông cứ kêu em. Dạ cô gì. Em về nha. Ông, con hỏi thiệt nha, ông thấy cô
cô Trinh sao? Sao là sao? Nè, ông đừng có nói với con á là ông không có biết cô Trinh có tình ý với ông nghe. Một người á hiền lành, giỏi giang, nết na, thùy mị. Được người như vậy đó, thầm thương trộm nhớ. Vậy đó mà ông giả đò ngó lơ. Con nói thiệt á, còn tiếc gì đâu. Nè, đừng có nói bậy, mang tiếng cho người ta, tội nghiệp. Ông già rồi, từng tuổi này á, vui với con cháu là được rồi. Tự nhiên đeo bông chi thiên hạ họ cười sao? À, không có, không có. Ông mà già cái gì? Ông không nhớ hả? Ông Chánh á, ông ngoài 70 rồi, vậy mà ông còn cưới vợ tư nữa. Còn ông á, mới có ngoài 60 là con thấy trẻ dữ lắm á. Nè, ông nhớ cái câu người ta nói không? Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Huống chi á, ông mà giao hết cái gia tài này cho con rể của ông đi. Nè, mai mốt á, ông nằm một chỗ á, chưa chắc là con rể của ông á nuôi lại ông đâu nghe. Mà con á, là con sợ á, con sợ đến cái lúc đó đó ông không có nhà mà ở luôn á. Con hỏi thiệt nghe, cái ngày hôm nay nè, ông kêu ở bển qua đây, ông định nói là giao hết gia tài cho cháu ngoại ông phải không? Thì sao? Thiệt tình á, tại con không phải là ông thôi, con mà là ông á hả, con không có vội vàng như vậy đâu. Đầu tiên á, mình phải cân nhắc trước sau, điều nhiên thực tế. Mình phải coi thật sự coi á, cái gia tài của mình vào tay của ai, rồi người đó nắm gia tài của mình, rồi họ tính cái gì, rồi họ có hậu với mình về sau hay không, rồi sau đó con mới quyết định là cho. Ý mày nói là thằng Bùi chứ gì? Đừng có rảnh rỗi mà nghe thiên hạ người ta móc mỉa nha. Cứ thấy người ta nghèo là nghĩ xấu cho người ta. Con á, con không có nghe, mà con cũng không có nghĩ, mà con thấy. Thấy gì? Thôi, thôi, con không có nói đâu. Nói nghe coi. Thôi, con không có nói đâu. Mắt công á, con nói xong á, cao hỏi thiệt không, thiệt không, thiệt không. Mà mày thấy cái gì? Ừ, con thấy. Nói. Ờ thì cái bữa mà ông sai con đem gạo cho cô lụa, cái xong sau đó con đi ra, cái con đi ấy á, mà cậu á, cậu cứ tưởng con đi vậy rồi, cho nên á, chửi đổng lên vậy nè. Gạo á, nứt đố đổ vách luôn. Vậy á, mà cho con xe gạo à, phải chi á, mang qua xe vàng đi thì còn yêu, còn thương. Cái thằng bạc á, ông thằng bạc nó mới hỏi, mời bà, vậy khi nào con mới được về nhà ông ngoại chơi? Cái ông biết cậu trả lời sao không? Sao? Không có ông ngoại nào hết đó, chỉ có một ông nội là cái ông bên này thôi à. Đó, ông nghe vậy ông thấy được không? Mày nói thiệt không? Thấy chưa, thiệt không, thiệt không, thiệt không ngoại à. Không lẽ cái thằng đó lá mặt lá trái vậy sao? Không có đâu. Ông thử đi, biết liền à. À, cái gì? Con biết rồi. Bữa nay á, ở bển về đây á, là nghe phong phanh á, là ông sẽ giao toàn bộ cái tài sản cho cháu ngoại của mình. Ông. Sao? Ông thử làm như vậy theo con nói coi. Mà đúng như lời của con nói á, thì ông biết rồi hen. Ông lo cho ông đi. Cô Trinh mà đổi ý hả, ông được có tiếc rồi nha. Ta mà bây giờ lấy vợ, dễ gì mà có con. Huống chi là con trai. Thôi, con nào cũng là con, thằng Bạc là cháu ngoại duy nhất. Giờ ta không cho nó là cho ai? Cô làm gì đứng đây vậy? Dạ chào ông. Chào cô cậu. Cô cậu mới về chơi hả? Cô làm gì ở đây? Làm gì ở đây mà lần nào tôi về cũng thấy cô lảng vảng trong nhà của cha vợ tôi là sao? Dạ, tại vì lần nào cô cậu về, ông cũng đặt tôi may cái này cái kia làm quà, cho nên may đồ. Đặt may thì may thôi.
Làm gì mà lén lén lúc lúc trình rập nhà người ta vậy hả? Dạ, tại ông xui tôi á, đáng tuổi cha cô mà nghe thiên hạ đồn rùm lên á là cô tính rụ cho ổng chết để chiếm gia tài của ổng, có không? Thiên hạ đúng là độc miệng. Không có lửa thì làm sao có khói. Cô đừng có mơ. Bữa nay ổng kêu tôi về là để chia gia tài cho thằng Bạc hết rồi. Cô không sơ muối gì được đâu. Với lại cha tôi đâu có ngu. Tuổi này ông chỉ chơi bời cho vui thôi, chứ rước của nợ về chi cho nó mệt. Nhưng mà cho dù nếu như ông có rước cô về, đến lúc mà ông xuống lỗ, gia đình tôi cũng nắm hết à. Cô nhắm có giành nổi với con cháu nhà này không? Dạ. Mới tới hả? Chào dạ, xui. Con chào cha. Dạ, tôi xin phép. Có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu cha. Dạ. Con nói là con kiếm được thợ may rồi. Nay mai cô này cũng khỏi cần ghé nữa. Cha, nhìn cha dạo này khỏe quá. Vậy sao? Ờ, qua đây với ngoại nè. Qua đây, qua đây con. Đây, qua đây với ngoại nè. Qua với ông ngoại đi, đi. Ông ngoại cho ông tiền kìa. Ông ngoại có nhiều tiền lắm. Đây. Cái thằng này mới không gặp ông ngoại có mấy tháng à, mà quên rồi sao? Bữa nay ông ngoại kêu về là cho thằng Bạc nhiều vàng lắm đó. Bạc vàng gì ở đây? Đừng có nói dốc con nít, để nó nói mình gạt nó. Thôi vô nhà đi. Vậy không phải hôm nay qua đây để sao con nghe nói? Đâu có gì đâu. Lâu lâu cha nhớ cháu, nhớ tụi con, nên muốn ăn với tụi con một bữa cơm. Vậy thôi. Thôi vô đi, đồ ăn sẵn sàng hết rồi. À, dạ đi. Anh vô đi tụi con. Biết trước như vậy, đừng hòng tôi kéo cô tôi qua đây. Biết lắm mà. Nó nói về ở đây mấy ngày mà không nghe cho gia tài, nó lấy cớ nó đi luôn. Dạ, tại con. Phải chi á, con đừng có nói cho ông nghe, để ông làm theo suy nghĩ của mình, vậy là vui rồi. Nhưng mà ông cũng nghe, cậu á mắng với cô Trinh xối xả luôn. Vậy mà khi ông ra làm cái mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì hết trơn á, con người ghê thiệt luôn. Mà chuyện này á là chính tay ông nghe ngang, mắt ông thấy ngang, để ông thôi á, ông đổi thừa con là đặt đeo sầm bậy á. Không phải là ta mắt mù tai điếc, chẳng qua ta hy vọng là mình tốt với nó thì nó cũng thương mình. Giờ thấy đúng là thằng này không được. Của cải mà vô tay con người như thằng Bùi á thì còn hại nó thêm nữa. Bởi vậy ông ơi, ông tính sao cái vụ gia tài này nè? Ta đang nghĩ hay là đem hết cho làng, để sau này làng chia hết cho những người hiền lương chịu khó làm ăn. Không được, vậy là kỳ lắm ông. Mình làm như vậy là tội nghiệp cho chị Lụa với thằng Bạc, mang tiếng với con cháu là ăn ở thất đức. Cho nên ông gia mình đem của cải cho hết người ngoài. Nó nói cũng có lý. Ông! Cái gì? Có một cách. Sau đó ít lâu, ông sai người đem lễ tới nhà, hỏi tôi làm vợ. Vợ chồng chung sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Một năm sau trời thương, tôi có thai thằng nhỏ. Lớn tuổi rồi, tự nhiên có đứa con trai để nối dõi tông đường, nên chồng tôi vui lắm. Vậy thì còn con rể của chồng bà.
gì hả? Con biểu cha. Tự nhiên nhà mình có thêm người á, đúng là có phúc hả cha? Dạ. Phải. Nếu mà lần này á được đứa con trai á thì đúng là trời thương ta đó. Dạ phải. Nhà mình á có đứa con trai nói giỏi tông đường, mà ở tuổi cha á, chuyện này đúng là hy hữu. Mình phải ăn mừng thiệt lớn nha cha. Phải vậy chứ. Ta cảm ơn hai đứa. Giờ hai đứa ở đây chơi nha. Ta đưa dì đi bốc thuốc một lát rồi về liền. Dạ, tụi con chào cha. Cẩn thận nghe mình. Nàng có thấy gì lạ không? Ở tuổi của cha, làm sao có thể sanh con nhanh như vậy được? Thì chắc là do cha khỏe mạnh, khí lực dồi dào mạnh mẽ thôi. Không thể nào. Chắc chắn có khuất tất gì đây. Không thể nào tin con mụ đó được. Ý chàng là không lẽ chàng nghĩ gì lẹo tẹo với ai hả? Phải rồi. Bây giờ cho dù có hay không, ta vẫn phải làm cho mọi người nghĩ như vậy. Chàng tính vu khống cho gì tội ngoại tình hay sao? Vậy nàng muốn đứa nhỏ mà mụ ta sinh ra cướp hết tất cả mọi thứ hay sao? Nàng cũng biết, nếu nó thực sự là đứa con trai thì theo luật, đương nhiên nó sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của cái nhà này. Những ngày cuối của thai kỳ, tự nhiên ở trong làng có những lời đồn thật là ác ý, khiến cho con tâm thần hết sức bất an. Có lúc tưởng chừng không thể giữ nổi thằng nhỏ. Đi chợ về hả? Sao nghe nói là cô bị chồng quýnh mà? Hả? Sao tôi lại bị chồng đánh? Thì bởi tôi nghe mà bán tín bán nghi đó. Cô đang bầu bì như vậy, có ghen mấy thì ghen, ai lại đi đánh vợ, bụng mang dạ chữa. Huống chi ông Lê đâu phải người hàm hồ như vậy, đúng không? Ghen tuông? Ừ. Ai nói với chị chồng tôi ghen rồi đánh tôi? Thì tôi nghe nói cô qua lại với thằng Tứ dân chài gì đó, nó vẫn chưa lấy vợ để chờ cô. Rồi ông Lê ổng biết được rồi ổng đánh cô, đúng không? Ai sao độc địa đặt điều cho người ta như vậy chứ? Mà chưa đâu nghe. Tôi nghe nói đứa nhỏ trong bụng cô là của thằng Tứ. Chứ ông Lê ổng hết xí quách rồi, còn đâu mà con với cái nữa. Mà nghe nói hai người hè nhau bẫy ổng, chờ khi nào ổng ngủm cù nèo thì bay vô hốt tài sản của ổng. Nè, sao vậy? Thôi, không có thì thôi. Thôi cô về nhà nghỉ đi nghe, chứ để không thôi xảy thai ổng biết được là ổng giết tôi chết á. Đi về nghỉ đi. Cái này tôi nghe nói, tôi nói lại thôi chứ không phải tôi à nghe. Thím làm tốt lắm. Tốt là tốt cái gì? Mày không thấy hả? Bả đang choáng váng, muốn xỉu đó. Bả mà sảy thai á, là tao ân hận cả đời luôn đó. Nếu mà nó sảy thai, tôi sẽ cho bà thêm gói bạc nữa. Thôi đi, tội chết đó. Tao cứ tưởng là nói chơi thôi, chứ đụng tới mạng người hả, thôi tao không dám làm đâu. Được ít bạc ăn cũng hết, rồi tới khi chết không có nhắm mắt đó mày. Bà muốn ngưng thì cứ ngưng, nhưng mà nhớ lại coi,
không phải bao nhiêu tin tức đồn đãi về cái nhà đó từ miệng của bà chui ra hay sao? Thì tại tao không biết. Cứ cho là tao tham đi. Nhưng mà sao mày muốn hại bà dữ vậy? Dù gì á, bà cũng là mẹ vợ của mày đó nha. Ông Lê á, cũng là người tốt chứ bộ. Tôi không cần biết. Bà muốn làm nữa thì làm, không làm nữa thì thôi. Nhưng mà định nhớ, tất cả những điều thị phi của gia đình đó cũng chính từ cái miệng của bà. Liệu ông còn đối xử tốt với bà nữa hay không? Đây, công của bà bữa nay đó, nếu làm nữa tôi sẽ trả gấp đôi. Cầm đi. Nè. Kiều Minh, mình sao vậy? Dạ, hả? Em không sao. Em chỉ bị choáng chút thôi à. Đi, đi vô trong này ngồi đi. Đi. Tôi đã nói mình nặng nề rồi đó. Chợ búa, nhà cửa có gì giao hết cho gia nhân. Mình cứ nghỉ ngơi thôi. Mình cứ đi như vậy, không có tôi bên cạnh, có gì làm sao trở tay kịp. Em không sao thiệt mà. Mụ nói em phải xuyên đi lại cho dễ sanh. Em nghỉ ngơi chút là khỏe lại thôi hả? Vậy thôi mình nghỉ đi. Để tôi kêu tụi nó mang cho mình một chén sen hầm nha. Mình à, mình có tin em không? Sao tự nhiên mình hỏi vậy? Không có gì đâu. Em chỉ sợ mình không tin em. Ai nói gì mình cũng đừng có nghe nha. Em chỉ có một mình thôi à. Đứa bé này chính là con của mình. Em thề trên tính mạng của con đó. Tới tay mình rồi sao? Ủa, bộ mình cũng nghe rồi hả? Mình đừng có nghe những lời nhảm nhí đó. Tôi mà biết đứa nào đơm đặt chuyện này á, là tôi không tha cho nó đâu. Nói thiệt, tôi nói mình đừng đi ra ngoài á, là sợ mình nghe ba cái chuyện nhảm nhí đó rồi nghĩ ngợi lung tung thôi. Chỉ cần mình tin em thôi. Em sợ nhất mình nghĩ em lấy mình vì của cải của mình. Tôi tin mình mà. Thôi, nghĩ đi. Để tôi đem canh hầm cho mình ăn. Dạ. Dạ, chào ông. Thiếm đó hả? Tôi đang tính kêu tụi nhỏ qua nói với thiếm là có muốn mót lúa không? Tôi để cho mấy sào. Dạ, tôi biết rồi ông. Nhưng tôi qua là để... Để... Gì đây? Sao lại đưa bạc cho tôi? Nợ nần cô trả hết rồi mà. Dạ, vẫn còn. Tôi vẫn còn nợ ông. Đó là... tiền công của tôi đó. Tiền công? Dạ, có người trả công cho tôi để hại ông. Đúng ra là... hại cô Trinh và đứa nhỏ trong bụng của cô Trinh. Tôi không cần biết chuyện đó. Nhưng mà nếu á, thiếm thấy nói ra cho nhẹ lòng á, thì thiếm cứ nói tôi nghe. Dạ, số là như vậy. Người đó biết tôi nhiều chuyện. À, biết tôi ruột để ngoài da, nên đưa tiền biểu tôi đi tung tin cô Trinh cặp kè với thằng Tứ đánh dặm. Cô nhận tiền rồi, nhưng thấy vợ tôi bị choáng nên không đành lòng chạy tới đây báo tôi biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà sao ông biết hay vậy? Dạ chỉ tại ông tốt với tôi quá cho nên tôi không đành lòng làm thôi. Bây giờ tôi nói ra được rồi, tôi khỏe gì đâu á. Tôi còn biết ai đưa tiền cho cô nữa kìa. Thiệt hả ông? Mà ai vậy ông?
có ai xa lạ đâu. Thằng Bùi chứ gì. Sao ông hay quá vậy? Ông nói một cái là trúng phốc luôn. Bây giờ ông biết rồi. Tôi nghĩ là nó sợ mất cái gia tài này vô tay mẹ con cô Chinh, cho nên nó mới làm như vậy. Miếng ăn tới miệng rồi mà mất, ai mà chẳng tức. Mà như vậy rồi ông tính làm sao? Đây, bạc của thím. Thím cứ giữ đi, coi như thím chưa gặp tôi. Đừng nói cho nó biết là tôi biết. Vậy hả ông? Ừ. Ông sợ là nó biết ông biết chuyện này rồi làm cho nó thẹn chứ gì. Ông còn muốn giữ hòa khí với con rể hay sao? Ông đúng là người nhân đức thiệt. Thôi được rồi, cảm ơn thím. Thím về đi. Dạ, tôi cảm ơn ông. Cũng may sóng gió rồi cũng qua. Mấy tháng sau con sanh được cháu trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Em dễ thương quá Bà nghe cho rõ đây, tôi gia hạn cho bà thêm một tuần trăng nữa. Bà phải ép ổng lập di chúc để toàn bộ tài sản lại cho thằng Bạc. Chỉ cần ổng chia tài sản lại cho thằng nhỏ này một chút thôi, tôi hứa với bà, ngày ổng xuống lỗ cũng là ngày mà tôi tính sổ với hai mẹ con bà. Mình à. Ừ? Cha tôi chết rồi, trên đời này ai còn dám đứng ra bảo bọc cho hai mẹ con bà. Bà lo tính mạng cho con trước đi. Dạ. Chào cha. Cha ơi. Cha. Con của con của dì á giống cha lắm. Con đang nói với dì á là nhà mình có phúc lớn đó cha. Dạ đúng rồi đó mình. Anh rể chỉ tới mừng em trai thôi. Đúng rồi. Đồ giả dối. Từ ngày cô báo cho tôi là cô có thai, tôi đã biết cô là đứa lừa đảo rồi. Cô vụng trộm với ai rồi về đây đổ hết cho tôi. Nói. Mình à. Em. Sao mình. Từ lâu tôi đã biết tôi không có con được nữa. Tôi để coi có lúc nào đó cô thành tâm tự thú với tôi. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Cha. Thì ra là cha cũng đã nghe hết rồi hả? Con sợ mang tiếng dành gia tài cho thằng Bạc, cho nên con không dám nói. Đã vậy, cha, cha đuổi con mụn này đi đi cha. Đuổi đi cha, đuổi liền đi cha. Mình à. Không phải là cha không có ý đó, nhưng mà lâu nay vì người ta muốn mang giả chữa, mình đuổi đi như vậy em mang tiếng nhẫn tâm. Bây giờ là mới sanh còn yếu ớt. Thôi, coi như nhà của mình có thêm một đôi đũa, một cái chén trong nhà. Từ nay chuyển xuống dưới khu gia nô ở. Mình à, quan cho em, quan cho con lắm mình ơi. Thằng nhỏ đặt tên là Phi, có nghĩa là không, là vô thừa nhận. Nó sẽ không được hưởng bất kỳ một lợi tức nào trong căn nhà Hồ Lê này. Còn tụi con về đi, sau này mọi thứ á cha đều để lại cho thằng Bạc. Dạ. Đợi ngày cha 100 tuổi cha sẽ viết di chúc cho nó. Dạ, cha thật sáng suốt. Gia nô đâu? Dạ. Lôi mẹ con nó xuống khu gia nô. Dạ. Mình về thôi. Cái này thì khó à. Tại sao bà nói ông già mừng lắm? Hay là ông chỉ giả bộ để cố ý xoa dịu thằng con rể? Dạ, cũng không hẳn chỉ là giả bộ. Không lẽ... Dạ, tối hôm đó con mới hiểu rõ ngọn nguồn.
Mình, Mình ơi, ngoan cho em lắm Mình ơi. Đồ ăn còn nóng đó, mình ráng ăn đi, để có sức mà nuôi con nữa. Vậy ra không phải mình nghi em một dạ hai lòng hả? Vợ chồng ăn ở mấy năm trời, tôi còn không hiểu mình hay sao? Vậy ra mình làm như vậy là để con rể bớt hằn học với con mình. Nhưng mà có cần phải làm tới mức này không? Chuyện mạng sống của mình với con, giá nào tôi cũng phải làm. Vậy là mình đã nghe hết rồi hả? Tôi biết thằng đó, vì cái gia tài này nó dám làm bậy lắm. Bởi vậy cứ để cho nó nghĩ tôi ghét bỏ mình, rồi không nhìn thằng Phi. Chỉ có vậy nó mới để cho mình yên thân. Mà thế nào nó cũng cho người dò la, nên tôi cứ để cho người trong nhà thấy mình ở đây. Thành ra bây giờ chỗ này là chỗ an toàn nhất. Rồi mỗi đêm thằng Nô sẽ đem đồ ăn thức uống, quần áo sạch, mọi thứ cần thiết cho mình. Mình à, nhưng mà em thấy lo lắm. Mình cũng biết từ trước tới giờ em đâu có màng tới gia tài của mình đâu. Sau này mình có 100 tuổi, cho con bao nhiêu, cho cháu bao nhiêu là quyền của mình, em cũng đâu dám can thiệp. Nhưng mà thằng Bụi nói dù thằng Phi chỉ được một chút thôi, nó cũng sẽ không tha. Mình cứ yên tâm lo cho con, tôi đã có cách rồi. Phi không phải là vô, mà là phi thường lớn lao. Tôi mong sau này lớn lên con mình sống không phí hoài, làm được những điều hữu ích. Hai ông bà phải sống như vậy bao lâu? Dạ 3 năm. 3 năm? Vậy là suốt 3 năm trời bà phải giả bộ làm người ở trong chính nhà của mình sao? Dạ vậy đó, mà cũng không yên. Rể của nhà con là người đa nghi lắm. Mình à. Nè, tôi kêu nàng giả bộ điều tra thử coi hai mẹ con nó có phải ở khu Gia Nô hay không. Kết quả sao rồi? Mình à, thật ra hồi nãy em vẫn thấy hai mẹ con vẫn ngồi ăn cơm trong cái chòi rách nát đó. Sao tôi vẫn cảm thấy không yên tâm? Cho là cha giận, cha đuổi đi, nhưng mà nó vẫn ở trong nhà. Lỡ đâu nửa khuya cha xuống kiếm thì sao? Không có đâu mình ơi. Nàng làm sao hiểu đàn ông bằng ta được? Chừng nào mà thằng Phi nó còn ở trong nhà này thì ta cảm thấy không yên tâm một chút nào. Vậy mình tính làm cái gì? Phải làm cho nó đi khuất mắt đi. Dạ, mời cô cậu uống nước. Người làm ở trong nhà này cũng mướt mát quá, đâu có thua gì kẻ ăn trắng mặt trơn đâu hả cô Chinh? Dạ, nhờ ơn của ông đối tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, nên tụi tôi cũng không đến nỗi tàn tạ. À, cô cậu có cần gì thêm thì cứ sai biểu, nếu không tôi phải xuống bếp để nấu cơm. Cô Chinh à, cô không biết nhục hả? Mình à. Ừ. Đừng nói là cô không hiểu. Ngoại tình bị đài xuống làm đầy tớ, chai mặt ở lại nhà chồng, sao cô không đi luôn đi? Dạ mong cậu hiểu cho. Mẹ con tôi bây giờ không nơi nương tựa, cứ coi như là tá túc ở đây kiếm ăn qua ngày, có nhục cũng đành chịu. Đi đi, tôi sẽ cho cô ít vốn. Dạ, thật sự bây giờ tôi cũng đã có tuổi rồi, lại còn thêm con mọn nữa, cũng không biết phải đi đâu, mong cậu thông cảm. Cái con mũ mặt dày này. Mình à. Cô à. Dạ, coi cha cha à. Dạ cha. Tụi con ra giường coi thằng Bạc, nó đang leo trèo trên cây thăng thoát vậy đó.
cháu ngoại ta sau này lớn lên nó khỏe mạnh lắm đây. Dạ phải vậy chứ cha, vậy thì nó mới có sức cai quản ruộng vườn của ngoại để lại chứ. Dạ đúng phải. Đó cha. Đi đi, ra ngoài coi nó. Dạ. Nó đi rồi, mình bỏ đó nghỉ đi. Nó nói gì mặt nó, đừng có để bụng. Dạ em quen rồi, mình đừng có lo. Được sống bên cạnh mình và con, dù ở thân phận nào em cũng thấy vui hết. Con đâu mình? Ủa, không phải nó đang chạy chơi với bé Bạc sao? Ủa, tôi mới vừa ngoài đó về, sao không thấy? Tôi đã dặn mình rồi, hễ mà thằng Bùi nó qua nhà mình á thì mình không được rời đứa con. Vậy để em đi kiếm con. Để tôi. Nè con trai, con chỉ ngồi ở đó chơi thôi, không được leo lên cao nữa, nguy hiểm lắm, biết chưa? Dạ. Đợi con lớn lên đi, cha sẽ dạy cho con leo trèo, thậm chí là leo lên đầu của người khác ngồi nữa kìa. Nghe chưa con? Dạ. Phi Phi, lên đây chơi bạn nè. Nè, mày đi đâu đây? Nếu mày ở ngoài sông, tao đã quăng mày xuống sông rồi. Mày muốn leo cây chứ gì? Được, tao sẽ cho mày leo cây, leo càng cao càng tốt. Nè, mày muốn leo cây đúng không? Leo càng cao càng tốt. Cha, cha, em nó đòi leo cây, mai mà con ra kịp đó cha. Không sao. Con kêu ông Bạc leo xuống đi, trèo cao là té đau đó. Dạ, Bạc xuống đi con. Dạ. Xuống đi. Dạ, tụi con vô nhà nha cha. Giờ ta vẫn còn sợ sợ đây, mà nó dám mưu hại con ta. Lỡ ngày nào ta khuất núi thì ai bảo vệ con ta? Ta phải làm sao đây? Nói vậy nhưng đó là 3 năm hạnh phúc nhất đời con. Chồng con lúc nào cũng hết lòng theo sát, bảo vệ mẹ con. Nhưng chỉ được 3 năm yên ổn cuối cùng đó thôi. Rồi chuyện gì phải tới, cuối cùng cũng tới. 3 năm sau, chồng con bệnh nặng. Lúc biết mình không qua khỏi, ông kêu con cháu về. Cha biết lần này cha sắp đi xa, cũng như lời hứa trước đây. Hôm nay trước mặt đông đủ cả nhà, cha muốn công bố di chúc công khai để cả nhà mình sau này khỏi ai thắc mắc. Nô, bây giờ đọc đi con. Dạ. Yeah.
Thất thập nhi sinh phi ngô tử, giả kỳ điền sản giao giữ tử tế, ngoại nhân bất đắc tranh đoạt. Câu này có nghĩa là 70 tuổi mới đẻ ra nó, không phải con ta. Ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được chiếm đoạt. Đúng rồi. Cha ơi, con cảm ơn cha. Cha hiểu con lắm cha ơi. Không ngờ cha hiểu con như vậy. Con cảm ơn cha. Vô đây. Cho mẹ con mà ở chỗ này á là phước lắm rồi đó. Đáng lẽ ra chiếu theo di chúc, tống cổ hai mẹ con bà ra ngoài đường cúng dường. Nhưng mà thôi, thấy bà cũng ngoan ngoãn biết điều, từ nay á coi như xong, khỏi phiền nhau nữa. Ai mà ngờ đâu cái lão già đó cũng bạc dữ. Mình ở đây hả mẹ? Vô đi con. Bỏ mẹ con em rồi, mẹ con em biết sống sao đây? Mình ơi, mình muốn lấy cái này hả? Con yên tâm đi, rồi sẽ có ngày mẹ đòi lại công lý cho con, nhất định là như vậy. Vậy bây giờ đã là 18 năm, sao bà nghĩ ta là vị quan đó? Dạ, quan đến đúng ngày con sanh thằng Phi 18 năm trước, con tin lời chồng con. Nhưng mà thật ra ta vẫn chưa hiểu ý của ông nhà là gì. Bây giờ ta cần thời gian xem xét. Bà cứ về đi. Tạm thời bà cứ để bức tượng này ở đây. Dạ. Đội ơn quan. Thank you.
thật là đáng thương. Làm cái gì vô duyên vô cớ triệu ta lên đây? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Dạ bẩm quan, miếng đất là cha vợ ta để lại, có nhân chứng, chút thư đàng hoàng. Kẻ nào, kẻ nào dám kiện ta? Đứa nào? Hả? Đứa nào? Hỗn sược! Dạ. Ta là quan tri huyện mới của huyện này đây. Sao? Dạ bẩm quan, ý của con không phải là như vậy đâu. Ý của con muốn nói là kẻ nào đã kiện con rồi đưa con lên đây. Ai kiện thì ngươi sẽ biết thôi. Cho mời nhân chứng. Bà. Dạ, chào quan. Bà dám kiện ta hả? Bà muốn cái gì? Ngày xưa lúc cha hấp hối, bà có mặt ở đó, bà cũng nghe rõ mà. Mà giờ bà đòi xem xét lại là sao? Xem xét cái kiểu gì? Chút thư đó đâu? Dạ, con nói có sách mách có chứng. Dạ. Dạ đây nè quan. Chúc thư này không hợp lệ. Dạ giờ bẩm quan, tại sao nó không hợp lệ à? Chúc thư này chính ta cha con viết. Dạ. Dạ có điểm chỉ đàng hoàng à? Dạ đúng vậy thưa quan. Không sai. Nhưng mà điểm chỉ này chỉ là tạm thời che mắt ngươi, để ngươi đừng hại chết mẹ con người vợ sau của cha vợ ngươi thôi. Quan nói vậy, vậy thì quan có bằng chứng gì không? Quan nói vậy mà không có bằng chứng, quan cũng mắc tội vu khống cho người dân đó. Được, ta có bản gốc của chúc thư này. Bản gốc? Quan nói là quan có bản gốc. Vậy không lẽ nó... Bản gốc nào? Làm gì có bản gốc nào? Bịa đặt. Người đâu? Oh.
lẽ pho tượng này rỗng bên trong. Có nhớ pho tượng này hay không? Ý của quan nói là cha vợ của con giấu bức chúc thư thật đó ở trong pho tượng này à? Đúng vậy. Vậy quan đọc đi. Người xem đi sẽ rõ. Tưởng sao? Nghe cho rõ đây, ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được tranh giành. Có khác cái gì đâu? Số chữ thì không có gì khác, nhưng mà nghĩa thì khác nhau hoàn toàn. Khác chỗ nào? Quay cứ nói thử xem. Bản trong pho tượng có thêm mấy dấu phẩy, người nghe cho rõ đây. 70 tuổi mới sinh thần phi, đó là con trai ta. Ruộng đất ta trao cho con, rễ người ngoài không được chiếm đoạt. Trời ơi, quan thông minh quá, hay quá. Không thể nào, cái này là giả mạo, ta không phụng đâu. Cái này rõ ràng là giả, giả mạo. Mừng quá mẹ. Bức thư này là giả mạo, đây là giả mạo. Không phục, ta không phục. Ta không phục đâu, ta không phục. Cái ông già họ Lê này không phải là tay dừa, thú vị thật. Nhờ có mấy dấu phẩy thôi mà cứu được vợ con, bảo toàn gia sản. Đúng là hay, hay thật. Không thể nào, bức chúng tôi này rõ ràng là giả mà. Như vậy thì ta không phục, ta không phục, không phục, ta không phục. Mình ơi, mình ở đây em chơi. Mẹ ơi. Chồng con đã không nhìn lầm người. Mẹ con đổi ơn trời biển của quan. Dạ con tạ ơn quan. Dạ đội ơn quan. Người nên cảm ơn dạ, người chồng đáo để của người, mưu trí, biết lo xa. Đó mới là người tài giỏi đó. Quan đúng. Quan tài giỏi ghê. Có quan hết đó. Thank you.